Chào các anh chị. Dạ, Quốc Huy chào các anh chị. Chào Moon. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào với nhau đi ạ. Chào bạn, bạn tên tiếng Hán mình đọc không được. Chào Huỳnh Bá Phương, cảm ơn anh. Chào Đông Đô. Hèn em, bảo vệ. Chào Bá Phúc, chào Nathan. Chào chị Teresa, dạ khỏe, cảm ơn chị. Chào Vô Vi. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào với nhau nha. Chào Hasida. Lần nào trước khi đàm luận với các anh chị, Huy cũng khuyến khích chúng ta gửi lời chào tới nhau. Tại vì ông bà mình, người Việt mình có một cái truyền thống rất là tốt đẹp, truyền thống văn hóa của người Việt mình. Một trong những truyền thống đó là lời chào cao hơn mâm cỗ. Mỗi lần chúng ta gặp ai, chúng ta gửi lời chào và một nụ cười để trao cho họ sự tử tế và tình yêu thương. Thì đó là một trong những sức mạnh văn hóa của người Việt mình để chống lại sự đồng hóa và xâm lăng của quân xâm lược Trung Quốc. Nha các anh chị. Dạ, cảm ơn anh Võ Đình Hạnh. Chào tất cả các anh chị. Dạ, chào Tài Nguyễn. Kẻ giấu mặt. Xin chào. Xin chào. Chào Kiến Phong. Chào Thường Nguyễn. Dạ, mặt nó đẹp trai lắm, nhưng mà tại vì có một số lý do nó không lộ mặt được. Nó còn phải làm bảo vệ cho Huy. Cảm ơn các anh chị. Ok, các anh chị ơi, chúng ta vào đề tài ha. Hôm nay Huy chọn đề tài là nguồn nước và biển. Vấn đề nguồn nước và biển. Vấn đề này nghe thì nói chung chung, nhưng mà nó đang là một trong những cái rất là cam go của Việt Nam nè các anh chị. Hôm nay các anh chị có ai đọc được cái tin là Trung Quốc nó đưa 20 cái nhà máy điện hạt nhân vào Biển Đông của mình chưa? Có anh chị nào đọc được tin đó chưa? Các anh chị có ai đọc được tin đó chưa? Trung Quốc đưa 20 nhà máy điện hạt nhân nổi, tức là nó xây nhà máy điện hạt nhân trên những con tàu lớn đó các anh chị. Nó vận chuyển vào Biển Đông. Rồi nó cho nhà máy điện hạt nhân hoạt động trên Biển Đông. Các anh chị biết cái nhà máy điện hạt nhân thì nó có nguy cơ như thế nào, chắc các anh chị biết rồi đúng không? Các anh chị có nghe cái sự cố nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không? Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl từ hồi nó nổ tới giờ cách đây cũng hơn 30 năm rồi, đúng không? Gần 40 năm rồi, từ hồi nó nổ tới giờ cái vùng đó tới giờ con người cũng vẫn chưa có vào ở được, sinh vật vẫn chưa sống được. Các anh chị có nhớ cái vụ sóng thần hồi 2011 ở Nhật Bản, nó làm cho hàng loạt các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản bị sự cố không ạ? Tới bây giờ người Nhật vẫn đang khắc phục hậu quả của các nhà máy điện hạt nhân bị sự cố đó. Với trình độ công nghệ của Nhật Bản, nhưng mà họ rất là sợ cái sự cố điện hạt nhân lắm các anh chị. Thì điện hạt nhân là một trong những nguy cơ rất lớn của nhân loại mà các nước văn minh ở phương Tây họ bây giờ họ từ bỏ dần. Tức là họ thu gọn lại, họ không xài điện hạt nhân nữa, mà họ tiến tới một bước là họ xài điện năng lượng tái tạo, tức là họ xài điện mặt trời, điện gió, đúng không? Thậm chí là nhiệt điện từ lòng đất. Rồi họ đang nghiên cứu điện từ sóng đại dương, tức là dùng cái động năng của đại dương đó để biến thành điện năng. Nhưng mà ở Biển Đông của chúng ta thì thằng giặc Trung Quốc nó đang đưa 20 cái dự án điện hạt nhân trên những con tàu, nó nổi bền bồng ngoài biển này. Tức là nó vừa xâm lăng biển đảo của mình mà nó vừa đưa cái nguy cơ rất là lớn về ô nhiễm hạt nhân trên vùng biển đảo của chúng ta. Hôm nay nó công bố luôn các anh chị. Vậy các anh chị thấy sợ không? Thấy lo lắng chưa? Rất là sợ. Rất là, nghe em tôi nói rất là sợ. Các anh chị thấy lo lắng không? Tôi thấy lo lắng lắm các anh chị. Tại sao?
Tại vì như tôi nói đó, cái dự án Chernobyl nó bị sự cố tới giờ là vẫn không có sự sống nào diễn ra được, người ta cũng cấm tiếp cận khu vực đó. Rồi các sự cố ở nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản tới bây giờ vẫn phải đang khắc phục. Ô nhiễm hạt nhân là rất cao. Và các anh chị biết, ô nhiễm hạt nhân nó có thể giết người ngay lập tức. Nó không phải là ô nhiễm hóa học, ô nhiễm kim loại nữa, mà nó giết chúng ta ngay lập tức. Một lần mà hạt nhân mà nó bị sự cố, các anh chị biết là nó có rất là nhiều cái có thể giết con người. Đầu tiên, vụ nổ thì nó tạo ra sóng sóng xung kích, sóng cường kích các anh chị, tức là nó có thể đánh sập những cái tòa nhà trong một phạm vi rất là lớn. Thì 20 cái nhà máy hạt nhân nó nổ trên biển vậy thì khủng khiếp không các anh chị, tạo ra sóng thần, nguy cơ rất là cao đúng không các anh chị. Kế đó là gì? Là sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng mà những người đứng cách xa hàng chục km vẫn có thể bị mù mắt, nó mạnh đến độ. Rồi kế đó là bụi phóng xạ. Phóng xạ tức là chất phóng xạ và bụi phóng xạ nó sẽ lan khắp cái vùng đó. Mà nguyên cái vùng biển đất nước chúng ta là bao quanh là biển mà. Thì bụi phóng xạ và chất phóng xạ nó lan, nó tấn công vào bờ biển chúng ta. Dĩ nhiên là các nước xung quanh cũng bị ảnh hưởng nữa chứ không phải không nghe các anh chị. Anh ơi, tiếng nhậu quá. Ok, tiếng nhỏ hả các anh chị? Ok, để hủy chỉnh lại chút nha. Anh chị nghe rõ chưa? Anh chị nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa các anh chị? Ok, cảm ơn các anh chị. Đó. À, bụi phóng xạ và chất phóng xạ nó sẽ theo biển, theo gió, nó tấn công dọc bờ biển chúng ta và đặc biệt là nguyên khu vực biển sẽ bị ảnh hưởng một cách rất là nặng nề. Thành ra đây không không chỉ là một cái dự án đơn thuần là đưa 20 nhà máy điện hạt nhân vào Biển Đông nữa. Và nó không chỉ đơn thuần là xâm phạm vùng biển, chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ, biển đảo của chúng ta nữa, mà nó là một tiềm ẩn một âm mưu hủy diệt hệ sinh thái, hủy diệt môi trường và diệt chủng. Đúng không các anh chị? Các anh chị thử tưởng tượng có 20 con tàu là 20 nhà máy hạt nhân. Nó chỉ cần rút nhân sự nó đi rồi nó kích cho một cái sự cố nào đó chẳng hạn, nó bảo là sự cố đồng loạt 20 nhà máy, mà sự cố thì nguyên vùng này chết hết rồi. Đúng không các anh chị? Mà một trong những cách mà xưa nay mà bọn Trung Quốc nó bành trướng là cách gì? Hủy diệt. Nó hủy diệt đặng nó chiếm. Tại vì nếu không hủy diệt sẽ bị sự chống đối. Đúng không các anh chị? Thì tôi đánh giá 20 cái dự án điện hạt nhân nổi ở của Trung Quốc trên Biển Đông này là một nguy cơ hủy diệt rất là cao các anh chị. Tức là nó tiềm ẩn một cái âm mưu hủy diệt rất là cao. Đáng sợ không các anh chị? Mà như chúng ta đã nói rồi, từ năm 74 thì quân Trung Quốc nó đã cưỡng chiếm Hoàng Sa phía Bắc Biển Đông. Đến năm 88 thì nó cưỡng chiếm một phần lớn Trường Sa là phía Nam Biển Đông luôn. Rồi sau đó thì hàng loạt các ký kết nó đã chiếm chiếm vùng vịnh Bắc Bộ của chúng ta bằng những ký kết gọi là cùng khai thác, nhưng thật ra là nó quản lý vịnh Bắc Bộ của mình. Cùng khai thác gì, máy bay mình bay ra tập mà nó bắn rớt luôn mà, khai thác gì, đúng không các anh chị? Thành ra là đó là một cái âm mưu khống chế vùng biển. Và bây giờ cách tốt nhất là gì? Cách tốt nhất là đưa cái nỗi ám ảnh về chết chóc, ám ảnh về hạt nhân vào để nó lùa dân chúng ta, đúng không các anh chị? Quay trở lại thì dự án ở trong bờ biển của mình thì Trung Quốc nó chiếm hàng loạt các dự án từ Bắc chí Nam dọc bờ biển từ lâu lắm rồi, chứ không phải đợi tới Formosa đâu các anh chị. Nhưng mà Formosa chúng ta dễ thấy nhất, tức là sao ạ? À? Tức là nó hủy diệt hệ sinh thái 4 tỉnh hàng trăm cây số để chi? Để triệt đường sống của người dân, để đầu độc thì người dân chết ở đó là chết, và ở đó không có đường sống thì về lâu về dài sao ạ? À? Người dân phải rút đi khỏi khu vực đó. Tức là họ phải di chuyển khỏi khu vực đó. Họ không còn cách nào để ở lại đó để sinh sống được. Thì cái vùng đất đó thuộc về
sự quản lý của chúng nó. Rõ ràng đó là một âm mưu đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Mà các dự án của Trung Quốc nó không, các dự án dọc bờ biển của Trung Quốc không chỉ ở bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, không chỉ bốn tỉnh đó đâu các anh chị, mà nó từ Bắc chí Nam. Mà một số nơi các anh chị rất là dễ thấy, chẳng hạn như Đà Nẵng. Người Đà Nẵng thì nhiều năm nay họ đã bắt đầu rất là lo sợ với sự ảnh hưởng của Trung Quốc, đúng không các anh chị? Các anh chị đi Đà Nẵng, các anh chị thấy không, sự xuất hiện của giặc Trung Quốc nhan nhản khắp đường phố, các dự án lớn dọc bờ biển là Trung Quốc nó thao túng, thậm chí có độ khoảng 70-80% dự án dọc bờ biển Đà Nẵng là do Trung Quốc quản lý. Nó mua các dự án này bằng cách nào các anh chị biết không? Nó bỏ tiền vào, nó nhờ một người địa phương đứng tên cho nó, đứng tên hộ cho nó, tức là nó là chủ đầu tư, người địa phương đứng tên, giám đốc hay gì đó là điều hành cái dự án đó thôi, chứ thực ra nó là chủ đầu tư, nó là chủ. Thì bằng cách đó nó thuê dài hạn và nó mua đất dọc bờ biển, những vị trí rất là đẹp, nó quản lý bờ biển. Đà Nẵng là dễ thế chứ. Kế đó là Nha Trang, Nha Trang giặt đầy không các anh chị? Quảng Nam, Quảng Trị, đúng không? Sắp tới là Phan Thiết, đúng không? Phan Thiết bây giờ cũng giặt Trung Quốc đầy. Hôm rồi có một tiệm là nó không tiếp người Việt Nam luôn đó, các anh chị nhớ không? Tức là có một doanh nghiệp du lịch nó không tiếp người Việt Nam luôn. Rồi sắp tới nữa là dự án thép Cà Ná, đúng không ạ? Ở Ninh Thuận. Tức là dọc bờ biển của chúng ta là bọn giặt đầy hết rồi. Nó khống chế biển của chúng ta, khống chế biển và đảo của chúng ta. Thì tổng hợp tất cả những thứ này lại, đó là một âm mưu. Một âm mưu các anh chị. Tại vì chỉ có cách lùa dân bản địa đi thì nó mới quản lý được cái vùng này một cách rất là tự do. Nó muốn làm gì làm, đầu tư cái gì đầu tư, đúng không ạ? Muốn hủy diệt là hủy diệt. Và còn nữa, ở trên biển cách đây cũng độ hơn năm rồi, thì các anh chị nhớ có một cái thông tin là Trung Quốc nó lùa hơn 40.000 tàu đánh cá vào vịnh Bắc Bộ của mình để đánh cá. Khủng khiếp không các anh chị? Tổng cộng đội tàu đánh cá của Trung Quốc bây giờ là lên tới gần 200.000 tàu rồi, ở biển Đông của mình đó. Trong một năm mà nó lùa 40.000 tàu đi vào vịnh của mình một cách công khai. Thì cái đội tàu đánh cá đó các anh chị biết không? Tàu đánh cá ở trên đó có súng. Tàu đánh cá có súng. Tức là ngư dân của nó đi đánh cá nhưng mà mang theo súng. Nó được huấn luyện như quân đội, chứ không phải là ngư dân nghèo khổ như là ngư dân Việt Nam chúng ta. Tàu của nó là tàu sắt. Để chi? Để nó đụng tàu gỗ của ngư dân chúng ta chìm, cự thì nó bắn. Các anh chị thấy không? Rất là nhiều người nói là đây là quân của Trung Quốc giả dạng là tàu đánh cá, đúng không? Nhưng mà nó không thừa nhận điều đó. Nhưng mà ai cũng biết rằng tàu đánh cá Trung Quốc là luôn có súng, luôn trang bị súng. Thì điều đó có nghĩa là gì? Tức là nó ngụy tạo một cái đội ngư dân hàng trăm ngàn tàu như vậy để nó xâm chiếm vùng biển của mình một cách công khai. Nó khai thác nguồn lợi của thủy sản, hải sản của mình một cách công khai. Mà còn để nó thực thi cái chủ quyền ăn cướp của nó. Nó đuổi dân của mình, đuổi ngư dân của mình không ra ngư trường được. Đúng không các anh chị? Rồi, nó đưa một đội tàu chế biến hải sản. Các anh chị biết những cái tàu chế biến hải sản nó lớn như là những cái chiếc tàu viễn dương vậy đó. Nó là một cái nhà máy chế biến hải sản lưu động, nó chạy ở trên biển Đông. Đặng cái đội mà hàng chục ngàn tàu đánh cá, nó đánh cá xong nó đem hải sản về, nó chế biến trên biển luôn. Rồi nó đóng gói trên biển luôn, rồi nó vận chuyển vô cảng ở Hải Nam của nó, rồi nó xuất khẩu. Ăn cướp không các anh chị? Thấy ăn cướp rõ ràng không? Tàu đánh cá thì có súng, ngư dân thì biết bắn, biết võ trang, được đào tạo huấn luyện, ăn cướp hải sản của mình. Song song đó là nó đánh chặn tất cả những vùng bờ biển và đảo, nó chiếm hết. Bây giờ nó thấy cái mồi mà Trường Sa là mình còn quản lý mà các anh chị, đúng không? Tức là ngoài đảo Ba Bình Đài Loan chiếm thì đảo Trường Sa lớn là đảo còn lại được công nhận chủ quyền đó các anh chị, thì Việt Nam chiếm. Thì cách tốt nhất để đuổi, để đe dọa chủ quyền của Việt Nam là gì? Nó đưa hạt nhân vô các anh chị. Và cách tốt nhất để giết cái số dân mà dọc bờ biển phía Nam từ Nha Trang đổ dài tới Sài Gòn là cách gì? Đưa hạt nhân vô. Hoạt động hạt nhân thì nó gây chất thải hạt nhân, mà chất thải hạt nhân trên biển Đông ai giám sát nó thải đâu,
đúng không cánh gì, thải trực tiếp xuống biển. Việt Nam chết chứ nó đâu có chết, đúng không các anh chị? Dĩ nhiên các nước xung quanh cũng ảnh hưởng, à, Malaysia, Indo, Singapore, Philippines vẫn bị ảnh hưởng, nhưng mà họ bị ảnh hưởng xa hơn mình. Chúng ta dọc bờ biển hướng ra của cái khu vực mà nó đang chiếm mà, thành ra chúng ta đang nằm ở trên cảnh là cái chết đang cận kề, mà cái chết hạt nhân là khủng khiếp lắm nha các anh chị, khủng khiếp đó, chết ngay tức khắc, không có thuốc nào trị, không có bệnh viện nào trị được hết. Đó, nói vậy cho các anh chị thấy là hiện giờ một cái chiến lược nó đang khống chế vùng biển của mình, khống chế cái lợi ích từ từ biển của mình. À, tại sao? Tại vì các anh chị biết ngoài nông nghiệp ra, ngoài cái mặt trận nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long ra, thì biển, hải sản, đảo là thế mạnh thứ hai của Việt Nam, đúng không các anh chị? Thứ ngoài nông nghiệp là tới tới thủy sản, hải sản là thế mạnh thứ hai của Việt Nam. Thì cách tốt nhất thì về nông nghiệp thì chúng ta biết nó khống chế bằng cách gì, chúng ta từng nói rồi, bây giờ cách tốt nhất là khống chế luôn biển đảo. Rồi, nội dung thứ hai trong chủ đề hôm nay mà tôi muốn trao đổi với các anh chị nữa là nó khống chế nguồn nước. Khống chế nguồn nước các anh chị. Nguồn nước là nguồn nước ngọt các anh chị, tức là quay trở lại là sông. À, suốt nhiều năm nay mạng lưới sông ngòi quốc tế, Ủy hội sông Mekong liên tục lên tiếng về hiện trạng Trung Quốc xây hàng loạt các đập thủy điện trên sông Mekong. Các anh chị có nghe chưa? Các anh chị có nghe không ạ? À? Hàng loạt các đập thủy điện trên sông Mekong. Mà cái đập lớn nhất là đập gì các anh chị? Đập Tam Hiệp. Đập lớn nhất thế giới. Nó xây một cái đập thủy điện lớn nhất thế giới chặn cái đầu nguồn sông Mekong mình lại. Mà các anh chị biết như tôi đã nói rồi á, là dùng đồng bằng sông Cửu Long là dùng hạ nguồn trù phú nhất của sông Mekong á, là nó có thể tạo ra hàng trăm tỷ đô la một năm. Hàng trăm tỷ đô la một năm á các anh chị. Mà nguồn lợi thủy sản là không ước tính được, nguồn lợi cây ăn trái thôi là hàng trăm tỷ đô la một năm, lúa và cây ăn trái. Thì nó xây cái đập Tam Hiệp, nó chặn nước ở trên lại để làm gì? Mùa khô quá các anh chị, nó giữ nước lại, nó không cho nước chảy xuống để cho đồng bằng sông Cửu Long chúng ta bị khô hạn. Mà sắp tới mùa khô nè, sắp tới bị khô hạn thì nước biển xâm nhập vô, tại vì không có nước ngọt đẩy ra thì nước biển nó xâm nhập vô thì nó làm cho đất chết, đất bị nhiễm mặn thì đâu có trồng cái gì được, kể cả lúa và cây ăn trái có trồng gì được hết, đúng không các anh chị? Đó. Còn tới mùa mưa thì sao? Mùa mưa vừa rồi á, xả đập liên tục, xả đập liên tục thì gây lũ, gây lũ. Lũ nó khác với lục, nó khác với mùa nước nổi thường thường kỳ hàng ngàn năm qua của sông Mekong. Tức là trong tự nhiên á là có cái mùa nước nổi, là nước nó lên từ từ rồi sau nó rút từ từ, còn lũ là nó cuốn đi chứ không có lên, nó cuốn đi, tàn phá, nó tàn phá các nguồn lợi nông nghiệp và thủy sản của mình, và nó làm biến đổi tất cả các hệ sinh thái thủy hải sản nước ngọt. Thủy hải sản nước ngọt đó, nó bị các đập dọc trên sông Mekong nó chặn rất là nhiều đập các anh chị, đập Tam Hiệp nè, đập Hoàng Đăng, đập Miêu Vĩ, đập Công Quả Kiều, đập Tiểu Loan, đập Mạng Loan, đập Đại Triều Sơn, đập Nọ Trác Độ, đập Cảnh Hồng, bao nhiêu đập đó. Rồi trên cái vùng mà của Lào á, là Trung Quốc nó cũng đầu tư, nó xây đập Cảm Lãm, đập Mường Thông, rồi dự tính đang xây đập Luang Prabang. Còn dùng Campuchia thì sao các anh chị? Dùng Campuchia với Thái Lan á, cũng có 6 đập nữa, mà hiện giờ là đang xây 2 đập rồi. Tức là hàng loạt các đập nó chặn dòng sông Mekong, như là nước nó điều tiết, nước là nó điều tiết. Cái lúc mà mình đang dư nước nó xả xuống cho nước linh bình, nó ngập cho chết cây ăn trái mình chơi vậy đó. Còn cái lúc mà đồng bằng mình đang thiếu nước, khô hạn, nước biển xâm nhập vô đó, thì nó chặn lại, nó không cho nước xuống. Anh chị thấy nó ác không? Cái đó là cái gì? Cái đó là một mặt trận phá hoại, hủy diệt hệ sinh thái, nó làm đảo lộn hệ sinh thái đó. Thì hiện bây giờ rất là nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, người dân ở đó đã cảm nhận được sự thay đổi rồi các anh chị. Tại sao ạ? Như Cần Thơ gạo trắng nước trong, bốn mùa cây trái xanh tươi, đúng không ạ? Rất là giàu có, thịnh vượng bao nhiêu năm nay. Nhưng mà Cần Thơ 2 năm gần đây nước mặn đã xâm nhập vô tới thành phố Cần Thơ. Thì điều gì các anh chị? Tức là hệ sinh thái Cần Thơ bắt đầu biến đổi rồi đó các anh chị. Cá nước ngọt á mà bị mặn thì
chết, giảm sản lượng, giảm số lượng. Cây mà nước ngọt bị nhiễm mặn thì cằn cỗi, thậm chí chết. Rất là nhiều vườn cây ăn trái bị cằn cỗi hoặc chết. Nhiễm phèn, nhiễm mặn là chết hết rồi các anh chị, hoặc là không ra trái được nữa. Thì những cái loại thủy sinh và cây ăn trái mà nước nước lợ với nước mặn á, nó sinh sôi ngay cái vùng nước ngọt ngày xưa. Thì nó gây ra sự tranh chấp về sinh thái, đảo lộn hết các anh chị. Thì giờ người nông dân không trở tay kịp, ở các tỉnh giống như là Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, những tỉnh ven biển, người ta cảm nhận điều này rất rõ. Tại nước mặn nó xâm nhập sâu hơn thường lệ. Thì mùa khô tới này tôi dự đoán là nó sẽ còn vô sâu nữa. Tại vì diễn biến cái mùa nước nổi vừa rồi các anh chị biết không? Lượng nước rất ít, nó không về nữa. Nó không cho nước về, các anh chị biết, nó không cho nước về nữa. Thì đồng bằng đang thiếu nước một cách trầm trọng. Rồi song song với cái âm mưu đó thì đồng bằng sông Cửu Long là dựa lương thực các anh chị. Nó có một cái túi nước tự nhiên, nó có những túi nước tự nhiên để chứa nước hàng năm các anh chị. Tức là nước về mà mùa nước nổi á, thì nó trữ lại ở trong những thứ mà đồng bằng sông Cửu Long họ gọi là lung. Lung bào các anh chị, tức là vùng đất nó trũng thấp vậy nè. Nó chứa nước quanh năm á, thì dân miền Nam tụi tôi gọi là lung. Thì nó có các vùng nè, vùng Tràm Chim, Tam Nông, Tháp 10. Vùng Đồng Tháp 10 á các anh chị. Đồng Tháp 10 á, là một vùng lung trũng chứa nước quanh năm. Vùng thứ hai là vùng lung Ngọc Hoàng. Lung Ngọc Hoàng là ở Hậu Giang. Vùng nào nó cũng có hàng chục ngàn hecta rừng đó. Rừng nó mới giữ nước được. Cái lung thấp vậy nè, thường là rừng tràm các anh chị, giữ nước được. Rồi vùng thứ ba là vùng U Minh. Chủ U Minh nó cũng giữ nước. Vùng thứ tư là vùng Trà Sư của An Giang, nó cũng giữ nước. Tất cả các vùng này đều đa số là rừng tràm sống. Rừng tràm sống các anh chị. Thì Trung Quốc nó đẩy một cái nhà máy giấy rất là lớn, lớn thậm chí là lớn, top 5 nhà máy lớn nhất thế giới, đặt ngay chân gần Cần Thơ các anh chị. Gần Cần Thơ luôn, cách Cần Thơ có 10 cây số, ngay ruột của đồng bằng. Thì nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là gì? Xả thải trực tiếp ra sông Hậu để hủy diệt hệ sinh thái nước ngọt, hủy diệt hết cái khu vực sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Khu vực sản xuất nông nghiệp trị giá hàng trăm tỷ đô, như tôi nói rồi đó, là mục đích thứ nhất của nó. Mục đích thứ hai là gì? Nó đang nhắm tới các cánh rừng này nè các anh chị. Các cánh rừng này sẽ là nguyên liệu tuyệt vời để nó làm giấy. Các anh chị thấy là ở đâu mà còn rừng để làm giấy nữa? Việt Nam mình á, đốn hết rừng rồi, đúng không ạ? Thì chỉ còn đồng bằng sông Cửu Long còn những cánh rừng mà bạc ngàn đó thôi. Chỗ nào cũng mấy chục ngàn hecta. Quá ngon đúng không các anh chị? Nó đang nhắm tới mấy cánh rừng này nè. Thì nó tiêu diệt những cánh rừng này làm giấy, sẵn hủy hoại cái môi trường sinh thái để giết cái nền nông nghiệp của mình. Tức là đánh kiệt quệ sức chống đối của dân mình. Thì lúc đó chỉ còn phụ thuộc vào nó thôi, chứ đâu có làm gì khác được, đúng không? Thì mọi thứ mà thậm chí có chuyển giao thành một khu tự trị với nó thì cũng đâu còn sức đâu mà chống đối. Ăn còn không đủ ăn mà chống đối cái gì, đúng không anh chị? Mình thì bệnh ung thư dị tật quái thai, tới đời con cháu mình là quái thai nhiều lắm các anh chị, ung thư với quái thai rất nhiều lắm. Rồi ăn không đủ no, nó hủy diệt hết dùng lương thực, còn gì chống đối, thôi sát nhập mẹ nó đi, đúng không? Đúng không các anh chị? Phá những cánh rừng này nữa thì không còn túi chứa nước ngọt nữa, thì đồng bằng sẽ bị ngập mặn hết, hủy diệt luôn các anh chị, tức là hủy diệt luôn. Gọi là từ diệt chủng luôn chứ không còn dùng từ gì khác nữa. Là vừa phá ngoài biển, phá hết vùng hải sản nước mặn, phá nguyên cái hệ thống thủy sản nước ngọt và nền nông nghiệp nước ngọt, phá hết luôn. Vậy thì nhiều anh chị hỏi, nếu vậy thì miền Bắc thì sao? Miền Bắc thì sao? Miền Bắc có bị không? Bị chứ sao? Tại vì mấy anh chị miền Bắc không nhìn thấy thôi. Đâu phải ngẫu nhiên mà họ thả biết bao nhiêu hàng chục tấn cá chim trắng xuống sông Hồng các anh chị. Trời ơi, dòng thứ một con sông mà các anh chị có chừng 5 tấn cá, 4, 5 tấn cá đó thôi là hủy diệt các con cá khác rồi. Mà cái dòng con cá đó nó vừa ăn tạp mà nó vừa sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Chừng 10 năm sau là các anh chị sẽ biết hệ sinh thái ở đó nó thay đổi như thế nào. Nó thay đổi khủng khiếp lắm. Rồi đâu phải ngẫu nhiên mà nó có cái dự án chỉnh trị sông Hồng. Các anh chị nhớ không? Năm ngoái nó có dự án chỉnh trị sông Hồng, Trung Quốc đầu tư chứ ai. Nó chỉnh, nó bẻ nguồn luôn á, nó bẻ dòng sông Hồng luôn. Đúng không? Trung Quốc đầu tư chứ ai. Rồi đâu phải ngẫu nhiên mà nó có dự án là đào kênh để bẻ dòng sông Hồng, dẫn nước và lưu thông đường thủy thẳng qua Trung Quốc. Tức là mở một cái con đường thủy
đi thẳng từ Trung Quốc qua sông Hồng, tức là đi thẳng vào thủ đô chúng ta luôn. Dự án có rồi nha các anh chị. Có rồi chứ không phải là không có đâu nha. Đúng không các anh chị miền Bắc? Ở đâu ra mà khơi nguyên cái đường đường thủy, đường cao tốc từ Trung Quốc đi thẳng về phía Bắc mình có rồi, muốn chết rồi. Miễn thị thực mà còn xây đường cao tốc nữa, nó qua như là giặc chứ. Nó qua đông còn hơn quân Nguyên. Nó qua ầm ầm hàng trăm ngàn, thậm chí có thể nói hàng triệu thằng giặc ở bên nước Việt Nam mình luôn, bằng cái đường cao tốc đó đó. Bây giờ còn chơi thêm cái đường đường thủy thì nó đang muốn hủy diệt cái con đường thủy của mình đó các anh chị. Chứ không phải là sông Hồng không bị ảnh hưởng đâu, mà sông Hồng nguồn lợi về thủy sản, về nguồn lợi về nông nghiệp nó không có nhiều, nó không có lớn bằng sông Mekong. Thành ra nó tập trung nó đánh phá sông Mekong, tập trung đánh phá đồng bằng sông Cửu Long, nhìn rõ hơn, ở ngoài Bắc nhìn không thấy. Tại sao? Tại vì sông Hồng nó có cái mùa trơ đáy các anh chị, tức là có cái mùa cạn là nó trơ đáy, thành ra là sông Hồng rất là khó để sản xuất nông nghiệp, khó lắm. Mà phù sa sông Hồng cũng không có nhiều bằng bằng sông Mekong, nó tập trung nó đánh phá miền Nam nhìn thấy rõ lắm các anh chị. Đúng không? Thấy không? Nó đánh phá rõ ràng không? Đánh phá tất cả các nguồn nước. Mà các anh chị biết không? Thế kỷ 20 và thế kỷ 21, tất cả những nhà chính trị gia, những nhà phân tích bình luận, và đặc biệt là những nhà môi trường học, người ta đều đưa ra cái dự đoán giống hệt nhau. Đó là thế kỷ này là thế kỷ tranh chấp nguồn nước. Đúng không các anh chị? Thế kỷ tranh chấp nguồn nước. Phải không? Dự đoán này đúng không các anh chị? Tức là sao? Là những cái nước mà đang phát triển các anh chị, nó gây ô nhiễm quá nhiều. Mà con người sống thì phải có nước. 70% cơ thể con người là có nước mà. Thành ra cái nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt ở những nước đang phát triển đó, nó sẽ gây ra tranh chấp. Nó thiếu hụt thì nó phải tranh chấp. Đúng không? Cái mâu thuẫn sông Jordan của khối Ả Rập và nhà nước Israel. Cái mâu thuẫn đó, tại sao nó cứ diễn quanh bờ Tây sông Jordan và cao nguyên Golan? Tại sao nó chỉ diễn khu đó thôi, nó không diễn khu khác các anh chị? Tại sao? Tại vì con sông Jordan là con sông duy nhất cung cấp nước cho cái vùng rộng lớn cả chục quốc gia. Có con sông không? Các anh chị thấy chưa? Nguyên cái khu sa mạc khô cằn vậy là người ta dành nhau cái con sông. Mà Việt Nam mình á, trời phú, ông bà mình khẩn quan mở cõi giữ được cho mình cái sông Mekong là một trong năm con sông lớn nhất thế giới, một trong năm con sông lưu lượng nước lớn nhất thế giới. Đúng không? Sông Mekong và sông Hồng cũng là dạng sông lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Đúng không? Chưa tính là hệ thống các con sông khác ở Tây Nguyên nữa, ở miền Trung nữa. Ông bà mình mở cõi cho mình để dùng nước quá trù phú, nhưng bây giờ thì chúng ta cách này hay cách khác đã bị bọn giặc khống chế hết. Cái mà loài người ở thế kỷ 21 người ta xác định là thứ mà nó sẽ gây tranh chấp, tức là nó đang khan hiếm, nó quý hiếm, nó sẽ gây tranh chấp nguồn nước là sẽ căng thẳng nhất trong thế kỷ này. Thì cái đó mình thừa mứa, mình có quá đầy đủ, nhưng mà mình không biết giữ, mình để cho giặc nó khống chế. Quay trở lại, tại sao để cho giặc khống chế? Quay trở lại để tôi lấy sông Mekong đó thôi. Nãy tôi kể tên các anh chị đó, hàng loạt 20 mấy cái đập thủy điện, đúng không ạ? 20 mấy cái đập thủy điện xây. Các anh chị có lên tiếng phản đối nó không? Chúng ta có lên tiếng phản đối nó chưa? Các anh chị đừng hỏi lại tôi nha. Tôi là một trong những người hoạt động rất tích cực. tôi làm nhiều việc trong việc phản đối các đập thủy điện đó lắm. Tôi có tham gia dự án luôn mà. Chúng ta không có phản đối nó. Chúng ta không có thực hiện trách nhiệm của một công dân, của một nước bị ảnh hưởng nặng nhất của cái hệ thống sông Mekong bị chặn dòng. Người Việt mình quá vô cảm các anh chị. Thậm chí những cái tin mà tôi đưa về quỹ hội sông Mekong lên tiếng, về mạng lưới sông ngòi quốc tế lên tiếng, tôi đưa liên tục. Mà những cái tin đó là những cái tin thường ít bạn like nhất, ít người chia sẻ nhất. Mà tôi đưa lâu lắm mà, đưa cách đây mấy năm. Đúng không các anh chị? Chúng ta rất là vô cảm với cái âm mưu khủng khiếp của thằng giặc. Mà cái âm mưu này nó có thể giết con cháu chúng ta. Đời chúng ta thì sống khỏe phởn rồi, đúng không? Sống khỏe rồi, đâu có thiếu cơm gạo gì đâu, đúng không? Nhất là dân miền Tây, đồng hương của Huy, đúng không? Gạo trắng nước trong thừa mứa mà, đúng không? Nhưng mà tới đời con của các anh chị thì sao? Các anh chị có nghĩ chưa? Khi nước mặn nó đã vào tới Cần Thơ rồi thì tội gì nó không đến tới An Giang,
An Giang và Đồng Tháp là hai nơi, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang là ba tỉnh sản lượng lúa lớn nhất của Việt Nam. Cách có 60 cây số chứ gì, nước dòng thứ nước mặn mà 60 cây là chuyện nhỏ với nó các anh chị. Khi ba cái cánh rừng túi nước tự nhiên của đồng bằng này bị phá hủy cho cái nhà máy giấy giết người ở đồng ở ngay sông Hậu này, thì không còn nước để cản nước mặn nữa, thì nó đi lên tới Châu Đốc luôn chứ đừng nói An Giang, tới đầu nguồn luôn, đúng không ạ? Thì lúc đó còn lúa đâu nữa mà gạo trắng nước trong. Chúng ta cực kỳ vô cảm. Rồi, chính phủ chúng ta cũng cực kỳ vô cảm. Tại sao ạ? Hàng loạt các cuộc họp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thủy điện, sông Mekong, chính phủ rất rất ít cử người tham gia. Có nhưng rất ít. Mà những lần có cử đó thì cử chơi cho vui thôi, cử những ông mà không có chức năng gì cả, không có nhiệm vụ gì cả, không có tiếng nói gì cả, ngồi chơi cho vui thôi, đúng không ạ? Rồi hàng loạt các kiến nghị chính phủ cũng cầm chơi cho vui thôi, bỏ ngoài tai. Chính phủ chúng ta thực chất không có đủ sức mạnh để gây áp lực, thậm chí với Campuchia và Lào để họ dừng những đập thủy điện của họ lại, chứ chưa nói là Trung Quốc. Tức là các đập thủy điện nó nằm ở lãnh thổ Trung Quốc, Lào và Campuchia, không đủ sức mạnh để làm chuyện đó luôn các anh chị. Nhưng mà trong nước thì họ luôn xưng với dân là gì, họ luôn hăm he là quang vinh muôn năm, đạp lên sát thù, bách chiến bách thắng, đúng không ạ? Nhưng mà chuyện rất là đơn giản là chuyện bảo vệ sống còn của con cháu mình họ làm được. Họ không có khả năng gây áp lực cho các chính phủ khác dừng các đập thủy điện ấy lại. Trong khi chúng ta có hàng loạt các ký kết, thậm chí chúng ta và họ là chung khối ASEAN. ASEAN đó các anh chị, chung khối ASEAN. Theo mạng lưới sông Ngòi quốc tế, theo mạng lưới sông Ngòi quốc tế là tất cả những cái việc mà liên quan tới nguồn nước chung như này các anh chị, thì các nước này nó có một cái bộ quy tắc ứng xử. Bộ quy tắc ứng xử là gì? Là phải tham khảo lẫn nhau và tham khảo ý kiến cộng đồng. Tức là anh muốn xây cái gì mà ảnh hưởng tới nguồn lợi chung này là anh phải tham khảo lẫn nhau và tham khảo mạng lưới cộng đồng. Mà cái nguyên tắc này áp dụng cho toàn thế giới, mạng lưới sông Ngòi quốc tế họ họ cho biết vậy đó. Nước nào cũng ký vào cái nó giống như cái hiệp ước vậy đó các anh chị. Nhưng mà các nước, đặc biệt là Trung Quốc, nó bật đèn xanh cho làm, nó bất chấp cái hiệp ước này, nó bất chấp, nó không tham khảo ý kiến gì cả, nó làm gì đó. Mình có cách nào mình cản không? Không, gần như là không có, lên tiếng chơi cho vui vậy thôi, đúng không? Mình chính phủ có chủ trì cuộc họp ở Việt Nam hồi 2016 luôn anh chị, họp về điều này luôn, nhưng mà họp đã đi về chứ nó làm gì nhau. Nó bên kia nó vẫn vận hành đập thủy điện ầm ầm, nó vẫn xây tiếp. Thậm chí nhục nhã nhất là chuyện gì các anh chị biết không? Là một trong các đập thủy điện đó, Việt Nam chúng ta là nhà thầu xây dựng. Việt Nam là nhà thầu xây dựng một trong những đập thủy điện đang giết miền Nam của chúng ta. Nhục nhã không? Điều đó là nhục nhã không? Điều đó là gì? Thực chất họ hoàn toàn vô cảm với con em chúng ta, hoàn toàn vô cảm với tương lai giống nòi của dân tộc, hoàn toàn vô cảm với âm mưu của giặc đang đồng hóa giết lần giết mòn dân ta để cướp nước ta. Chứ gì? Chứ lý do gì? Đúng không các anh chị? Rồi quay trở lại, như mặt trận nông nghiệp mà chúng ta đã từng trao đổi với nhau rồi đó. Trung Quốc nó có hàng loạt các âm mưu để tấn công, khống chế mặt trận kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp. Thì việc khống chế nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước sản xuất nông nghiệp thủy hải sản của đồng bằng sông Cửu Long và nguồn nước Biển Đông, thì việc khống chế này thực chất nó cũng là một mặt trận xâm lăng. Mặt trận xâm lăng nha các anh chị. Chúng ta đừng có tưởng việc mà nó xây đường băng ở Trường Sa mới là xâm lăng, đưa máy bay quân sự ra mới là xâm lăng. Đừng tưởng cướp đảo năm 74, cướp đảo năm 88 mới là xâm lăng. Không phải, nó có nhiều cách để xâm lăng lắm. Một trong những cách đó là hủy diệt hệ sinh thái, hủy diệt con người, tiêu diệt con người để chúng ta kiệt quệ về giống nòi, ảnh hưởng về giống nòi. Để làm chi? Để chúng ta buộc phải di dân. Di dân tị nạn môi trường là một trong những vấn nạn rất lớn của xã hội thế kỷ 21 này, không chỉ tị nạn chính trị đâu các anh chị. Thì khi chúng ta phải tị nạn môi trường vậy thì nó đưa dân nó vô ở. Hay không các anh chị? Tuyệt vời không?
Thì quay trở lại Formosa, nhìn tổng quan bức tranh này chúng ta thấy Formosa có rõ ràng là một cái thằng đang hủy diệt hệ sinh thái để lùa dân Việt đi, để đưa dân dân Tàu vô chưa, đưa dân Trung Quốc vô chưa, phải không các anh chị? Nó có cái khu tự trị trong đó luôn rồi, nó có một cái khu định cư, nó xây hàng trăm triệu đô để bán cho dân nó ở, mà khu định cư đó được cấp phép sở hữu lâu dài. Việt Nam mình làm gì có việc cấp phép sở hữu lâu dài cho người nước ngoài vậy các anh chị? Dân Việt Nam mà sở hữu đất còn có 49 năm mà, đúng không? Thì khu đó là khu gì? Đuổi dân Việt đi, đưa dân Trung Quốc vô, sở hữu lâu dài là khu tự trị của nó. Thì nó tầm ăn lá dâu, chính sách tầm lá dâu, nó cắt từng khúc. Formosa là điển hình dễ thấy nhất. Cái đó là bauxite Tây Nguyên, đúng không ạ? Rồi khu công nghiệp ở đồng bằng sông Hồng, rồi sắp tới là khu công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì từng khúc này ở ngoài kia là Biển Đông, đúng không? Hoàng Sa nó lấy rồi, bây giờ tới Trường Sa, rồi bây giờ là nó đuổi hết, không cho ngư dân mình ra ngư trường nữa. 20 cái nhà máy hạt nhân mà nó làm bộ có sự cố thôi thì ngư trường nó hư hết, không còn gì hết. Thì nó chiếm hết nước mình chứ sao, đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Thì hôm nay tôi đưa ra cái bức tranh tổng thể như thế để cho các anh chị cùng nhìn nhận, đặc biệt là cùng nhìn rõ bản chất của Formosa. Bản chất của Formosa trong cái bức tranh tổng thể này chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Nếu nhìn một mình nó, chúng ta thấy nó rất là khuôn biệt, đúng không? Nhưng mà trong bức tranh tổng thể tôi nói nãy giờ, các anh chị thấy bản chất nó là gì chưa? Bản chất của nó chính là xâm lược. Bản chất nó là giết dân của mình. Nó tàn hại môi trường, hủy hoại hệ sinh thái, nó giết dân của mình. Mà bản chất của nó là chính quyền không đứng về phía người dân mà lại bảo vệ Formosa, đúng không ạ? Tòa án còn không thụ lý đơn của người dân kiện Formosa mà. Bản chất của nó đó, rõ ràng chưa? Còn bản chất của tòa án hình sự quốc tế có thể thụ lý những vụ án hủy hoại môi trường như Formosa, nhưng Trung Quốc nó ngồi ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nó ngồi trong Hội đồng Thường trực và nó không có ký công ước Rome để công nhận tòa án này, thì bằng mọi cách nó cũng cản chúng ta đến tòa án này. Thì bản chất của vụ việc, bản chất của Formosa là chúng ta đang đối mặt với một mặt trận xâm lăng thật sự. Tôi nói những điều đó để chúng ta nhìn rõ thằng Formosa nó là gì. Formosa là giặc, Formosa là giết dân, là diệt chủng, là xâm lăng. Các anh chị phải định hình cho rõ. Được không các anh chị? Hôm nay tôi không mất thời gian, tôi không nói nhiều, tại vì tốn nhiều thời gian của chúng ta quá thì cũng không tốt, đúng không? Nhiều anh chị cũng phàn nàn. Tôi chốt lại nội dung ở đây là Trung Quốc đang thực tế là đang xâm lăng nước ta bằng cách khống chế vùng biển, khống chế nguồn nước, khống chế năng lực sản xuất lương thực để làm suy kiệt giống nòi chúng ta, để làm yếu sức chiến đấu của dân tộc chúng ta, để tàn hại con cháu chúng ta, gieo chết chóc ung thư quái tai dị tật, để mất sức chiến đấu chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc. Mà Formosa là dự án điển hình dễ thấy nhất trong một bức tranh tổng thể. Từ Bắc chí Nam không ai thoát được cái bức tranh tổng thể này hết, không ai thoát được âm mưu xâm lăng này hết các anh chị ha. Rồi chốt lại chủ đề ngày hôm nay ở đây, tôi sẽ tiếp tục dành khoảng 20 phút để đàm luận mở rộng về chủ đề này với các anh chị. Các anh chị đặt câu hỏi rồi tôi sẽ chờ các anh chị đặt câu hỏi bằng cách ghi số thứ tự ở đầu câu hỏi cho tiện ha, để tôi theo dõi, được không các anh chị? Các anh chị đặt câu hỏi đi, tôi xin phép uống nước. Chị Vinh Lê, hãy tìm đọc Dead by China, quyển sách tên là Chết bởi Trung Quốc của ông Tillerson, phải không chị? Ông đó hiện giờ là ngoại trưởng của Mỹ, ngoại trưởng mới. Quyển sách đó được dịch ra tiếng Việt, bán rất là công khai trong các nhà sách, tên là Chết bởi Trung Quốc. Trong đó những cái điều mà tôi nói là điều nằm trong đó hết các anh chị. Mà người Mỹ họ nhìn thấy lâu rồi, họ nhìn thấy điều này lâu lắm. Họ nói còn rộng hơn, tức là họ nói cái cách mà xâm lăng kinh tế để tiêu diệt những cái chủng dân tộc khác đó, là ở nhiều nơi trên thế giới. Tức là chiêu trò này Trung Quốc thực hiện nhiều nơi lắm. Nhưng ở Việt Nam chúng ta là người Việt, chúng ta nhìn thấy rõ. Ở nơi khác nhiều khi chúng ta không thấy.
Thì tôi cũng đồng ý chị Vinh Lê là chúng ta nên tìm cuốn Chết bởi Trung Quốc mà đọc. Cuốn này đang đang được xuất bản công khai các anh chị. Hôm nay bọn dư luận viên vào nhà tôi hơi nhiều ha. Tôi làm biếng trả lời các bạn này lắm. Tôi lấp hết rồi. Bạn nào mà các bạn kiềm chế nha. Tôi nhắc các bạn kiềm chế, các bạn đừng nói tục, đừng chửi thề. Đừng có đôi co dư luận viên, tại vì tôi không tôi nhìn thấy cái câu nào nói tục, chửi thề, tôi nghĩ là dư luận viên tôi lóc quan các bạn nha. Võ Hoàng Ngọc, cho em hỏi tổ chức nào hay xuống đường để em tham gia. Võ Hoàng Ngọc ơi, ở Việt Nam chưa có luật biểu tình. Thành ra là việc xuống đường là hoàn toàn tự phát và tự nguyện. Chứ không có tổ chức, không có ai đứng ra tổ chức việc này hết. Nha Võ Hoàng Ngọc, mà chúng ta tự phát và tự nguyện. Gần đây nhất thì có Linh Mục Lý ở Huế, Linh Mục đưa ra lời kêu gọi là ngày 5 tháng 3 này là ngày bắt đầu xuống đường tuần hành ôn hòa để phản đối Formosa, yêu cầu chính phủ khởi tố Formosa, đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Nhớ nha, tuần hành ôn hòa, kêu gọi tuần hành ôn hòa trên cả nước. Ngày 5 tháng 3 là ngày bắt đầu, sau đó thì chúng ta sẽ làm mà suốt các cuối tuần từ đây cho tới hết năm. Thì đó là lời kêu gọi của Linh Mục Lý gần đây nhất nha. Thì các bạn có thể tìm cái lời kêu gọi đó bằng cách lên Google, các bạn search cũng có. Hà Nhân, Huy có biết về việc Trung Quốc săn mua con banh long với giá 500-600 ngàn một ký làm các ngư dân Cà Mau, Kiên Giang khai thác cạn kiệt loại này? Anh Hà Nhân ơi, Huy có nghe điều này. Mà thật sự mà nói với các anh chị á, những cái tin kiểu như Trung Quốc mua một cái loại gì đó của Việt Nam mà mua với giá rất cao, nó đã tồn tại cách đây hơn 10 năm này các anh chị, đúng không ạ? Thậm chí nó mua những cái thứ rất là vớ vẩn, chứ không chỉ là cái con banh long, cái con cầu gai các anh chị. Cái con này hình như là có tên người ta gọi là con hải sâm đó, thì phải, tôi nhớ mày mãi đó. Con cầu gai này con nó ngon lắm, ngon lắm. Con đó là đặc sản, nó mua giá đó là cũng đúng rồi đó, ngon lắm. Mà ngày xưa Trung Quốc nó đi qua Việt Nam mình, nó mua có một lúc nó mua lá khoai mì. Các anh chị biết cây khoai mì không? Cây khoai mì ở ngoài Bắc gọi là cây sắn á, cây sắn ở trong miền Nam gọi là cây khoai mì. Nó chỉ mua lá khoai mì thôi, mà nó canh cái lúc mà khoai mì bắt đầu lớn lên ra lá tốt á, nó mua lá khoai mì, mà nó mua bằng giá mua củ khoai mì. Thì các anh chị biết miền Đông á, họ trồng khoai mì rất là nhiều, thì người dân nhìn thấy là bán lá khoai mì bằng giá củ khoai mì, thì thay vì trồng cho tới lúc cái cây khoai mì nó có củ lâu dữ lắm, chăm sóc nó cũng lâu lắm, thì thôi cân lá bán là đã lời rồi, tức là bán bằng giá cũ mà, thì họ vặt chuỗi lá khoai mì để họ bán cho Trung Quốc. Thì bắt đầu các anh chị biết ngay trong mùa đó là khoai mì không có ra củ, tại vì không có lá thì nó đâu có, nó không có quang hợp được, nó không có tổng hợp được dinh dưỡng từ mặt trời, thì nó không có đưa xuống củ, thì nó không thành củ được. Thì cái sản lượng củ mì của Việt Nam, củ khoai mì Việt Nam nó giảm rất là thấp, nó giảm thấp đó. Thì ngay trong năm đó là cái ngành mà sản xuất thức ăn gia súc của Việt Nam nó thiếu hụt nguồn khoai mì. Khoai mì mà sắt lát á, ở ngoài Bắc gọi là sánh lát á, sánh lát á, là để sản xuất thức ăn gia súc, nó là nguyên liệu á, thì Trung Quốc nó cho nhập sánh lát đó, khoai mì lát nó qua Việt Nam ầm ầm ầm. Từ đó về sau các doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc của Việt Nam ký hợp đồng với Trung Quốc rồi mà giá bên Trung Quốc thì rẻ nữa, các anh chị biết nông nghiệp của mình bị manh mún mà sao sản xuất lại nó là nông nghiệp của nó là quy mô lớn vậy lắm. Các anh chị biết nó lừa dân mình, nó lừa luôn chính phủ của mình, nó lừa luôn đảng của mình nhiều thứ lắm. Hôm nào chúng ta sẽ nói về cái lừa của Trung Quốc đối với chính phủ và đảng luôn ha. Là mấy ông đảng cũng bị nó lừa, nó nói nó đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, nó kêu mấy ông mình đi theo. Một trong những cái đi theo là gì? Công hữu hóa đất đai. Nó gọi đất đai là tư liệu sản xuất theo theo chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác Lenin coi đất đai là tư liệu sản xuất, thành ra không cho tư hữu. Tư hữu là tư bản sao? Tư bản địa chủ sao? Công hữu hết, mỗi người ở Việt Nam này chỉ được sở hữu 3 hectare tối đa thôi. Mà thật ra ít người 3 hectare lắm, vài công thì làm nông nghiệp manh mún. Trong khi ở Trung Quốc thì nó làm đồn điền, nó làm quy mô lớn. Thành ra ngay cái vụ sắn lát, quay lại sắn lát á, Trung Quốc nó làm á, cái giá sắn lát rẻ hơn Việt Nam. Tức là khoai mì cắt lát á, rẻ hơn Việt Nam. Thì nó mua lá khoai mì xong nó đánh sập cái ngành sản xuất khoai mì của Việt Nam mình luôn. Nó bán khoai mì lát qua. Tới bây giờ các nhà
sản xuất thức ăn gia súc của Việt Nam vẫn tiếp tục mua của Trung Quốc. Anh chị thấy không? Thấy là mình thua nó không? Đó là một trong những chiêu trò. Rồi có một cái loại con gọi là con gì, con dợp hay gì đó ở ở đảo Lý Sơn hay gì đó, ở Quảng Nam á, con sò mà bự vậy nè, mấy người ngoài đó nói mà tôi quên tên, bự vậy nè. Trung Quốc nó qua nó mua hết. Nó khai thác triệt luôn, sạch con đó luôn. Xong hết trơn rồi á, khi mà đi qua Hồng Kông, Đài Loan rồi đi qua mấy nước Singapore đồ á thì á, kiếm cái con đó ăn, gặp cái con đó mới biết là con đó của mình, thì anh chị biết nó bán giá mắc gấp mấy trăm lần. Bán giá mắc. Tức là nó dơ dét cho cả ăn kiệt của mình chứ không còn đối thủ nữa, nó qua bển nó bán độc quyền. Giờ nó bán của nó không, nó đem từ đồ của nó từ Hải Nam để nó bán độc quyền. Nó dét sạch. Không còn sinh sản tái sinh được luôn. Tức là nó chơi những cái chiêu gì đó, nó tiêu diệt sự cạnh tranh từ Việt Nam để cho nó độc quyền. Hồi xưa cũng có một thời gian các anh chị thấy nó mua móng trâu. Mua móng trâu, mua bốn cái móng con trâu bằng giá con trâu, thì dân dân miền Bắc mình á cài bằng trâu không ạ. Chặt giò trâu bán bốn cái móng cho nó, rồi mần thịt con trâu đó luôn thì được hai con, đúng không? Hết cái mùa đó không còn trâu để cài nữa. Thế là nó đem máy cài Trung Quốc qua nó bán. Máy cài Trung Quốc nó được thứ nữa là gì các anh chị biết không? Giá rẻ mà được ngân hàng nông nghiệp Việt Nam hỗ trợ. Kỳ lạ lắm, mình cũng khó hiểu điều đó. À, thế là máy cài Trung Quốc bán rầm rầm khắp Việt Nam. Những cái chiêu trò đó là mười mấy năm nay đã quen quá rồi, quen. Thành ra bây giờ có thêm con banh long mà anh hỏi, tôi nghĩ là nó bây giờ mà mình còn không nhận diện được nó nữa thì chúng ta phải trách chính mình chứ đừng có trách ai hết. Đúng không anh chị? À, Minh Thức Đỗ, bạn nói và dẫn chứng rất đúng, nhưng khổ thay người dân mình còn u mê quá, còn lãnh đạo thì sao, buồn cho đất nước mình quá. À, bạn Minh Thức Đỗ ơi, đây không phải là lúc để chúng ta buồn, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên bạn nghe like của Huy. Thời điểm này chúng ta không còn thời gian để buồn nữa. Đây không phải là lúc chúng ta buồn, không phải lúc là chúng ta trách lãnh đạo, trách người dân u mê, không phải. Mà chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm của chính mình. Trách nhiệm chúng ta là phải loan truyền sự thật. Chúng ta biết điều này là đúng không? Biết bọn giặc không xuất hiện không? Biết đây là an nguy của dân tộc mình không? Biết an nguy của chính mình không? Mà biết cách để cứu mình chưa? Thì chưa biết thì nghe hết các like của Huy đi. Cách cứu là chúng ta phải ngồi lại với nhau, cùng lên tiếng cùng nhau, sát cánh cùng nhau, xây dựng lực lượng với nhau. Lực lượng đâu? Lực lượng đâu? Chúng ta đông không các anh chị? Chúng ta đông không? Chúng ta phải cứu lẫn nhau. Chứ ở đó đổ thừa, mấy lãnh đạo nó u mê. Các anh chị đổ thừa 1.000 năm sau nó vẫn cứ u mê. Nó không thể nào hết u mê, tại vì u mê mà con vợ của nó đi qua nước ngoài, ở định cư, mua nhà lầu, mua xe hơi thì ngu gì không u mê. Đúng không? Phải thay đổi, phải thay đổi, mà thay đổi bằng cách lực lượng đâu, lực lượng đâu, trời ơi tôi hỏi hoài. Bạn Nguyễn Kiều Loan, Huy có thấy việc đưa người đi xuất khẩu lao động là một việc để giảm lực lượng thanh niên trong nước không? Dạ, cảm ơn câu hỏi này rất là hay. Tại Huy cũng đang dự tính làm một livestream về xuất khẩu lao động, về thất nghiệp và xuất khẩu lao động. Sẵn đây trả lời trước cho các anh chị biết về quan điểm luôn ha. À, thực ra xuất khẩu lao động, nói cho cùng xuất khẩu lao động là cách để gạt cái trách nhiệm về cái nạn thất nghiệp trong nước. Bản chất của nó là vậy đó các anh chị. Tức là sau một chính phủ mà giỏi, chính phủ giỏi điều hành á, thì người ta sẽ giảm cái nạn thất nghiệp thấp nhất. Những người mà không thể giảm được nữa, tức là những người buộc phải thất nghiệp, tức là nói trắng ra là nó tệ ơi là tệ, tệ như vợ thằng đậu sao có việc làm á, thì chính phủ sẽ lấy cái tiền công ích á, tiền phúc lợi xã hội trả cho nó đủ ăn để nó ngồi yên, nó đủ ăn để nó ngồi yên, để nó không trộm cướp, đúng không các anh chị? Không quậy quạng. Chính phủ giỏi là chính phủ đó, chính phủ vì dân là chính phủ đó đó. Nhưng mà chính phủ không vì dân mà chính phủ vì tụi nó với nhau á, thì cái thằng nào thất nghiệp là nó tìm một cách nó đẩy đi nước khác làm. Nước khác thì người ta đang thiếu hụt nguồn lao động, đặc biệt là các nước đang phát triển mà phát triển mạnh đó các anh chị. Hàn Quốc, Nhật Bản rồi họ thiếu nguồn lao động dữ lắm. Thậm chí Úc cũng đang thiếu lao động rất nhiều nha các anh chị. Anh chị nào mà có trình độ tiếng Anh nào giỏi muốn đi Úc thì liên hệ với Huy. Úc thiếu trình độ lao động dữ lắm. Đặc biệt là những người có tay nghề, có từ cao đẳng nghề trở lên là rất là cần. Thì chính phủ mà không vì dân mà vì tụi nó là cái lực lượng này mà ở lại thất nghiệp là nó sẽ quậy nè.
mà cái số này quậy á, mà nó nhìn ra được nguyên nhân là do tụi mình làm cho nó thất nghiệp là nó quậy tụi mình, chứ nó không có quậy mấy thằng dân trong xã hội, nó không quậy lẫn nhau nữa mà quậy lẫn quậy tụi mình, thì nó phải tìm cách nó đẩy tụi này đi, đặng nó phủi tay cái trách nhiệm về mà nạn thất nghiệp. Trong khi các anh chị nhìn qua Mỹ coi, nạn thất nghiệp thời Obama lên tới hàng triệu người đúng không? Đất nước của họ mấy trăm triệu mà có mấy triệu người thất nghiệp mà la làng om sòm. Thì ông Trump lên ông muốn trúng cử, ông phải làm sao? Tăng việc làm cho nước Mỹ. Thì một trong những nguyên nhân mà ông Donald Trump ông trúng cử là do ông làm được cái việc tăng việc làm cho nước Mỹ, người ta thấy được điều đó. Mấy thằng tỷ phú nó giỏi lắm các anh chị. Cái việc mà tạo ra việc làm là chuyện quá dễ đó chứ mấy thằng tỷ phú. Thành ra ông Trump ông trúng cử đó. Chính phủ nước ngoài là vậy đó các anh chị. Tại vì họ có một cái thể chế chính trị tự do, họ có tam quyền phân lập để kiểm soát lẫn nhau, thì chính phủ mà dở là nó cắt đầu ngay lập tức, đuổi xuống về làm dân, đuổi trong sự khinh mị, trong sự miệt thị luôn. Còn chính phủ gì của mình thất nghiệp đuổi đi nước ngoài làm mọi, làm thấy mụ nội, để nó phủi cái trách nhiệm đi, được không các anh chị? À, Tâm Savio, theo Huy phải làm gì để đuổi Formosa khỏi Việt Nam? À, câu này hơi khó trả lời. Tại vì chúng ta có rất nhiều cái giải pháp để khởi tố Formosa, đóng cửa Formosa. Tổng hợp rất là nhiều giải pháp. À, chúng ta phải làm gì là nó nhiều giải pháp. Huy đã từng nói một lần trong cái livestream về khởi khởi kiện Formosa là cuộc chiến không cân sức. Nhưng mà tóm gọn, nếu mà chúng ta ở đây trong tình thế hiện giờ, tóm gọn là chúng ta chỉ còn một cách, là chúng ta học cách mà Cambodia đã từng làm với Formosa. Là sao các anh chị? Các anh chị thì nghe tôi nói rồi đúng không? Cambodia nó biểu tình, nó bao vây kín nhà máy hết hoạt động luôn. Hết hoạt động luôn. Tại vì nhà máy này giết tao, giết con tao, giết cháu tao, giết thế hệ hậu sinh của tao. Không cho mày hoạt động nữa. Nó chặn hết tất cả con đường vào Formosa. Nghỉ. Hết hoạt động riết là làm sao? Làm sao các anh chị? Ngồi lại với chính quyền thương lượng. Đại diện của dân vô thương lượng không? Đóng cửa là đóng cửa chứ không có thương lượng, không hoạt động gì trơn. Cuối cùng Formosa phải rút hết khỏi Cambodia và phải dọn hết cái đám chất thải đó nữa kìa các anh chị. Nhiều anh chị người Việt mình mắc cười lắm, Cambodia nói về Cambodia cái gì chề môi, trời thằng đó nó nghèo lắm, thằng đó nó dở, thằng đó nó dốt lắm. Nhưng mà xin thưa các anh chị không hiểu gì về Cambodia đâu, họ không nghèo, không dở, không dốt đâu các anh chị. Mà có một thứ họ giàu hơn các anh chị rất nhiều, đó là ý thức công dân, ý thức con người. Họ là con người, họ người hơn mình. Nhục không các anh chị? À, Nguyễn Bá Thành, làm thế nào để nhân rộng mô hình này để thức tỉnh 90 triệu dân? À, mô hình này là mô hình mà chúng ta đang nói chuyện với nhau á hả anh Thành? Ý anh là chị đúng không? Nó đâu có khó đâu, anh hỏi câu đó là anh biết câu trả lời rồi. Tức là anh thấy cái cách mà chúng ta đang nói có hiệu quả đúng không? Thì anh nói đi. Các anh chị thấy hiệu quả không? Các anh chị thấy hiệu quả không? Các anh chị làm đi. Tôi chia sẻ với các anh chị câu chuyện này. Hồi hôm qua có một bạn nhắn tin cho tôi, rất là mừng. Bạn mừng dữ lắm mừng. Nhắn cảm ơn rối rít. Cái tôi hỏi chuyện gì? Bạn nói trời ơi trước giờ em nhát dữ lắm, em sợ dữ lắm, em cũng rất là căm tức bọn giặc, em cũng rất là bức xúc trước hiện tình xã hội, nhưng mà em nhát em sợ em không dám nói, em nhìn ai em cũng thấy em nói ra sợ người ta kêu em phản động, nói ra sợ ai người ta cũng chửi em. Cái em nghe cái clip của anh, nghe cái clip vượt qua nỗi sợ hãi xong cái em về em kêu mấy thằng bạn em ra uống cà phê, cái em ngồi em xổ 1 tiếng đồng hồ, xổ xong một cái anh biết không, nó nhìn em giống như thần tượng. Bạn nó kể nha, còn y nguyên trong inbox, nó nhìn em giống như thần tượng vậy. Nó nhìn nó đưa em lên một cái level rất là cao. Mà bây giờ mấy đứa nó theo nó hỏi em hoài, có chuyện gì nó cũng hỏi em chứ, mà không có đứa nào nói em phản động hết. Tức là sao các anh chị? Tức là sao? Tức là thật ra cái cách đơn giản nhất để kéo chúng ta lại với nhau là chúng ta nói thật, nói sự thật các anh chị. Dĩ nhiên có rất là nhiều bạn như nãy giờ có rất là nhiều dư luận viên vào chửi tôi quá trời nè, thì các anh chị chỉ làm việc đơn giản là lóc đi, chặn hắn lại. Chặn hắn lại. Ai muốn làm người tự nhiên trong trong thẳm sâu con người của họ nghe sự thật là họ họ bừng tỉnh lại.
và họ bị cuốn theo các bạn. Và giống như bạn trẻ ấy nói đó, nó trời ơi tụi nó, mấy đứa bạn nó coi em giống như thần tượng, nó đưa em lên cái level rất là cao. Mà tôi biết rất là nhiều anh chị ở đây là đang thần tượng tôi, đưa tôi lên một level gì rất là cao. Nhưng mà tôi nói đi nói lại với các anh chị là đừng có như vậy. Tất cả chúng ta đều như nhau, chỉ khác nhau một điều là chúng ta có nhận trách nhiệm không. Tôi đang nhận trách nhiệm đó, nhận trách nhiệm phải lên tiếng vì cộng đồng, quốc gia, dân tộc mình, vì con cháu của mình và chính an nguy bản thân mình, đúng không? Chúng ta bị nó đầu độc không? Bị chứ. Formosa nó đầu độc chúng ta mà. Không ăn cá, không tắm biển ở đó thì chúng ta cũng ăn muối, ăn nước mắm, cá đó cũng chở vô làm khô, rồi độc nó vẫn dây quanh nước Việt Nam, đúng không? Nó thấm, nó lan dần, bữa nay tới biển Lăng Cô, Huế bị rồi đó, các anh chị thấy không? Sao chạy được? Biển làm gì có chức năng lọc độc, đừng nghe mấy thằng ngu, mấy thằng dốt trong hang Bắc Bó nó nói, không có điều đó đâu. Nó chỉ lan truyền độc thì được, chứ không có lọc độc được. Mà Formosa nó thải hoài mà, nó thải hoài thì độc nó truyền đi hoài, một ngày nào đó hết vậy. Vậy đất Việt Nam là bị độc hết. Nằm trong kế hoạch của giặc mà, đúng không các anh chị? Thành ra chúng ta nhận trách nhiệm đi. Chúng ta đừng có hỏi làm thế nào nữa mà làm đi. Chứ đừng có làm thế nào nữa. Làm đi. Các anh chị không thể live stream. Các anh chị mắc cỡ ngại. Các anh chị nói với những người thân mình trong quán cà phê. Nói với người bạn của mình. Gặp ai cứ nói chuyện với họ. Cứ khơi gợi cho họ ý thức công dân. Khơi gợi cho họ ý thức sự thật. Để biết. Để họ có một cái lá chắn để chắn thằng giặc đang xâm lăng mình. Thì nhiều người có lá chắn như vậy thì chúng ta bắt đầu có lực lượng đâu, được không các bạn? À, Lâm Thiên Nhân, tại sao phải ôn hòa? À, Lâm Thiên Nhân, tức là tại sao chúng ta phải ôn hòa, đúng không? Tại sao chúng ta phải tuần hành ôn hòa theo lời kêu gọi của cha Lý, đúng không? Vậy thì bạn trả lời đi, tại sao chúng ta phải bạo động? Tại sao phải bạo lực? Tại sao phải đánh nhau và giết nhau? Thằng giặc á, nó đang muốn giết chúng ta, thì nó muốn giết cả dân lẫn bộ đội, công an, chính quyền, đảng viên của người Việt Nam. Nó giết hết, nó có tha đâu. Có thằng giặc nào ký kết với đảng là qua đây sẽ không giết đảng không? Không có chuyện đó đâu. Các anh chị đảng viên đừng có mơ. Mà các anh chị là trí thức của Việt Nam, nó biết điều đó. Khi nó đồng hóa Tây Tạng, các anh chị biết không? Nó giết sạch trí thức Tây Tạng. Mặc dù trước đó những người đó rước nó vào, ủng hộ việc sáp nhập Tây Tạng, ủng hộ việc sáp nhập Nội Mông vào nó, Tân Cương, nó giết sạch quân đội gì, công an gì là người của nó hết, tức là người Hán hết, mấy dân tộc đó là nó giết sạch hết. Thậm chí là Tây Tạng là bị giảm dân số luôn đó, có lần tôi đã nói với các anh chị rồi, nó giết đến độ giảm dân số luôn đó, chứ không dân số là phải ngày càng tăng chứ, nó giết tới giảm dân số luôn. Thì các anh chị hiểu không? Tức là đã vậy rồi, thằng giặc âm mưu nó vậy rồi mà chúng ta tại sao phải bạo động bạo lực với nhau? Tại sao chúng ta đang đấu tranh vì cái gì? Đấu tranh vì công lý, vì tình yêu thương, vì sự tử tế, vì giá trị văn minh và tự do, thì chúng ta không thể nào áp dụng bạo lực và máu me giết chóc như cái bọn Bắc Bó được. Chỉ có con mọi, con ngợm nó mới hướng tới bạo lực để giải quyết tranh chấp, đặc biệt là khác biệt về mặt tư tưởng. Khác biệt về mặt ý tưởng và tư tưởng là người ta giải quyết bằng sự ôn hòa, bằng đàm phán. Được không ạ? Được không các anh chị? Và còn một điều nữa. Lịch sử sự thay đổi của xã hội loài người cho thấy, đặc biệt là sự thay đổi của Đông Âu và Liên Xô cho thấy, tất cả các mô hình mà thay đổi bằng đấu tranh ôn hòa thì đất nước họ cực kỳ cường thịnh, cực kỳ văn minh và tử tế. Các anh chị nhìn qua Cộng hòa Séc bây giờ đi, đúng không ạ? Lá cờ mà họ còn giữ lại đó, đúng không? Tất cả bộ máy quân đội và công an giữ lại y nguyên, không thay đổi người nào hết. Thay đổi người nào hết? Tức là bộ máy quân đội và công an thời Cộng sản tiệp khắc đó các anh chị, họ giữ lại nguyên, không thay đổi nữa. Tại vì không có bạo lực. Quân đội công an không có bắn giết dân thì dân cũng đâu có bắn, đâu có đập ném bom xăng vào quân đội công an chi. Tại chúng ta là người, người xét với nhau. Còn ở đây thì chúng ta là người Việt với nhau. Đúng không các anh chị? Chuyển đổi về mặt ý thức hệ, chuyển đổi về mặt mô hình quản trị nhà nước.
mặc mô hình chính trị một cách ôn hòa thì nó đem lại sự tự do, văn minh và hòa bình. Hòa bình, cái đó mới quan trọng đó các anh chị. Còn ngược lại các anh chị dòm qua Romania đi. Romania thì sao? Thì cũng nằm ở Đông Âu đó. Cộng sản Romania sụp đổ bằng sóng dao, bắt nguyên gia đình tổng bí thư ra ngoài đường bắn, không cần qua xét xử, xong cột chân vô xe, chạy lôi xác ngoài đường, diễu phố người dân. Đã không? Đã. Giận quá mà. Dân thì đói muốn chết, bánh mì không có ăn mà nó xây nguyên cái cung điện bằng vàng, tới cái toilet cũng bằng vàng. Thằng tổng bí thư đó nó khốn nạn gì đó các anh chị. Mà không phải ở Romania đâu, các anh chị nhìn vòng vòng các anh chị coi chừng có đó. Bằng vàng mới chịu nha. Mấy thằng độc tài nó giống nhau lắm các anh chị. Nó ngu khủng khiếp. Dân thì nghèo đói mà nó cái nhà cái ngai nó bằng vàng, ngồi vỉnh mặt lên vậy nó mới chịu. Ngu khủng khiếp. Thì khi người dân người ta phẫn nộ đói quá mà bắn nó lôi xác ngoài đường. Thì bây giờ Romania các anh chị thấy làm sao? Loạn hết. Romania chưa phục hồi lại được nữa các anh chị. Tới bây giờ luôn á, là một trong những nước nghèo của châu Âu. Các anh chị châu Âu đây có nè, Thùy Dương ở châu Âu nè. Có muốn đi Romania chơi không? Hay là muốn đi Cộng hòa Séc chơi? Trời, Cộng hòa Séc đẹp lắm, tôi ước mơ được đi Cộng hòa Séc. Vương quốc Việt, theo anh Huy, Việt Nam có khả năng đảo chính không? À, khả năng này là 50-50 anh Việt. Tại sao ạ? À? Tại vì tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tất cả khả năng, chúng tôi chủ trương ủng hộ tất cả mọi khả năng thay đổi. Nghe các anh chị, tôi không triệt tiêu khả năng nào hết. À, và một trong những khả năng này, chúng ta từng thấy cuộc thanh trừng quyền lực với nhau trong nội bộ họ mà, đúng không? Chúng ta chứng kiến, tôi thì không quan tâm lắm đâu. Không quan tâm lắm. Tại vì tôi dự đoán được là cuộc thanh trừng này nó cũng đến lúc nào đó nó dừng lại thôi. Tại vì họ sẽ ngồi lại với nhau để chia sẻ quyền lực tiếp, đúng không? À, sự thay đổi chỉ đến một cách căn cơ, bền vững và mạnh mẽ nhất là chúng ta, chứ không phải ở họ. Chúng ta, lực lượng đâu? Lực lượng đâu? Thậm chí cái nhóm mà muốn đảo chính, muốn thay đổi, họ dựa vào ai để họ thay đổi và đảo chính? Dựa vào chúng ta. Người dân chúng ta có ủng hộ họ không? Chúng ta có lực lượng, có tinh thần công dân, có tinh thần đổi mới không? Có thì mới làm cái nguồn cảm hứng cho họ thay đổi chứ. Còn nhìn xuống dưới toàn một cái bọn mọi, bọn ngợm, những con thú đang giành ăn, những phần ăn còn sót lại của tụi nó với nhau, thì nhìn xuống cái lắc đầu hỡi ơi, thay đổi rồi cũng chết cái tụi này nữa. Nó ngu gần chết luôn. Mình thay đổi xong nhiều khi nó còn không biết ơn, nó quay lại nó giết mình nữa. Cái đám ngu, đám mọi nữa, đúng không? Lực lượng đâu? Lực lượng đâu? Hãy giúp họ đi các anh chị. Huy Lê, làm cách nào để nhân dân Cần Thơ đứng lên để có tiếng chung của toàn dân, có tiếng nói chung của toàn dân? Ý anh nói là cái dự án nhà máy giấy Lee and Man ở ở cách Cần Thơ có 10 cây đúng không? Ven bờ sông Hậu, rất đẹp. Hai cái ống xả rất lớn thẳng xuống sông Hậu mà toàn thành phố Cần Thơ, thậm chí tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn dọc sông Hậu và đồng bằng sông Cửu Long đều hút nước dưới sông lên, qua nhà máy lọc xong truyền tới nhà từng hộ dân để sử dụng, đúng không các anh chị? Tại vì nước sông Mekong sạch lắm, ngon lắm. Ngọt. Sông Mekong là cái nạn ô nhiễm nó thấp, đúng không? Thì bây giờ nó thọt cái ống xả nhà máy giấy, mà nhà máy giấy độc lắm, chắc cyanua độc dữ lắm các anh chị. Cyanua độc thua phóng xạ thôi, độc thua phóng xạ. Nó thọt xuống vậy thì các anh chị không cần làm gì hết. Tôi khẳng định luôn, các anh chị Cần Thơ không cần làm gì hết. Các anh chị Cần Thơ sẽ được uống nước cyanua. Cái nhà máy nước của Cần Thơ nó không lọc được cyanua, nó không lọc được chất độc, độc gọi là kim loại. Nó không lọc được mấy chất độc đó các anh chị. Nó chỉ lọc được những chất cơ bản, những chất cặn, đúng không? Nó làm cho trong, nó xử lý bằng cà lo, rồi xong nó đẩy thẳng tới nhà các anh chị uống. Thì các anh chị không cần làm gì đâu, cứ ngồi yên đi, đừng làm gì hết. Một lúc nữa nó lật ngang chết hết, tự động đứng lên. Chúc các anh chị tội thành ý nguyện. Thành Nguyên, sao hôm nay cháu ngoan, Bác Hồ vô nhiều quá vậy ta, hết K
cắm rồi sao hết cám rồi sao bò vô để kiếm ăn. Thành Nguyên ơi, đừng có để ý mấy mấy bạn đó. Mấy bạn đó hãy tôi thấy là tôi lóc à. Rồi mấy bạn nào mà thấy các bạn comment bằng dấu chấm thôi để tôi thấy, lát nữa tôi thấy cái comment đó thì tôi vô tôi lóc hết. Tại vì chúng ta đều có cơ hội như nhau, đều có chọn lựa như nhau ha. Tôi nhắn gửi tới các bạn lên dư luận viên luôn, chọn lựa sống hay chết như nhau. Bạn muốn chọn chống sống hay chết tùy bạn. Bạn muốn chọn văn minh hay mọi rợ như nhau. Bạn muốn chọn cái nào là tùy bạn à. Bạn muốn làm người không? Bạn muốn làm người không? Muốn thì đứng về phía chúng tôi. Thậm chí bạn không cần làm gì hết, các bạn chỉ cần im lặng mà nghe thôi. Các bạn chỉ cần im lặng lắng nghe thôi. Những gì tôi nói đúng, các bạn cảm nhận được điều đó là ok, các bạn đang làm người rồi đó. Còn những gì tôi nói sai, các bạn phản biện lại, góp ý cho tôi, các bạn đang làm người rồi đó. Còn các bạn không muốn làm người mà muốn làm mọi, muốn làm ngợm, muốn làm con thú, con súc sinh, thì các bạn cứ thể hiện đi, thể hiện tới đâu tôi lóc tới đó cho các bạn làm súc sinh. Ok. Ồ, sao câu hỏi nhảy chậm quá các anh chị ơi. À, Huỳnh Thị Hồng Đào. Chào Quốc Huy. Thế bây giờ mình phải làm gì để gỡ lá bùa của Tàu Cộng chụp lên đất nước ta? Thời gian không còn bao lâu nữa Quốc Huy ơi. Chị cảm thấy lo lắng vô cùng. Dạ, cảm ơn chị Hồng Đào. Thật ra chúng ta đều lo lắng như nhau đúng không ạ? À? Chứ không phải riêng chị Hồng Đào đúng không? Chúng ta đều lo như nhau. Những người mà cảm nhận được tình thế bây giờ đều biết là thời gian không còn nhiều nữa các anh chị. Thời gian đã... À, những người nào mà gọi là lạc quan lắm thì ta nói chúng ta còn tới 2020 đúng không? Lạc quan lắm. Nhưng mà thật ra những người nào mà hiểu tình thế thì tôi thấy là tới 2018 rồi, 2018 là hết rồi. Lúc đó là chúng ta không còn sức lực, không còn sức khỏe, không còn niềm tin, ý chí, không còn thực phẩm, không còn lực lượng để chúng ta đấu tranh chống lại cái bọn giặc xâm lược này nữa. 2018 thôi các anh chị, không lâu đâu. À, tôi kể cho các anh chị nghe câu chuyện là tôi có nhỏ em. À, cách đây mấy hôm nó mấy ngày nó đi đám tang của người bạn chung lớp đó, mà nó mới có 26 tuổi nữa. Bạn đó bị ung thư. Ung thư mất 26 tuổi. À, xong nó về nó buồn lắm thì nó uống cà phê với tôi có hỏi thăm nó nói là à, mới hồi tháng tức là một tháng trước Tết, tháng Chạp cho tới bây giờ thôi, tức là trong vòng qua 3 4 tháng rồi đúng không, mà lớp nó có 3 người chết, 2 người chết vì ung thư và 1 người chết vì tai nạn giao thông. 26 tuổi các anh chị, lớp nó là sinh viên ra trường rồi, ra trường mấy năm, ra trường 3 4 năm. Thì điều đó là gì các anh chị? Các anh chị có thể không để ý tới xã hội xung quanh mình. Các anh chị có thể lo làm kiếm cơm và lo sự an toàn cho mình với gia đình mình. Nhưng cái chết nó có thể ập tới mình bất cứ lúc nào. Tại vì nó đang vây quanh mình. Hai bạn trẻ 26 tuổi bị ung thư này đâu phải là duy nhất ở Việt Nam. Các anh chị có thể thấy cái tin bị ung thư đầy Việt Nam. Chúng ta có hàng triệu người bị ung thư. Nghe các anh chị. Số người bị ung thư chúng ta lên tới hàng triệu rồi. Ung thư và ung bướu nói chung là lên tới hàng triệu. Các bệnh viện ung bướu là đang quá tải ở Việt Nam. Đúng không? Thì một ngày nào đó nó là một trong những người xung quanh chúng ta hoặc chính chúng ta. Đúng không? Rồi chúng ta có thể vô cảm với mọi tình hình khác. Thôi đừng có nói mấy chuyện đó nữa mày ơi, kệ đi, mặc cho đảng nhà nước lo đi. Nhưng mà ra đường xe nó có né các anh chị không? Với cái thực trạng chính sách giao thông vô nhân tính như vậy, tôi đã nói về chính sách này rồi. Đúng không? Thì xe nó có né các anh chị không? Muốn né cũng không được. Đúng không ạ? Nó khuyến khích cho xe máy, mỗi người có một chiếc xe máy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, ai cũng thấy sự công bằng. À, nó có xe máy, tao có xe máy, công bằng, thậm chí tao có 2 chiếc là tao rất công bằng. Nhưng thật ra sự công bằng ở đây là dân Campuchia đi xe hơi không? Sự công bằng đó nó khuyến khích xe máy mà chính xe máy nó gây ra tai nạn giao thông. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông do xe máy gây ra các anh chị. Thì các anh chị né được không? Các anh chị né được 50%, 50% còn lại là nó né hay không? Chưa tính cái vụ xe hư cũng có thể gây tai nạn giao thông, đường hư cũng gây tai nạn giao thông, đủ thứ.
chúng ta bị cái chết vây quanh, bị âm mưu đồng hóa tiêu diệt dân tộc vây quanh, chúng ta không né được, không còn thời gian nhiều nữa. Thì trở lại câu hỏi của chị Hồng Đào là chúng ta phải làm gì? Chúng ta sát cánh với nhau, xây dựng lực lượng, đúng không ạ? Những gì là sự thật, là công lý, là văn minh, là tự do, chúng ta truyền cái ý tưởng đó cho mọi người. Như cái clip tôi nói là chúng ta đang gieo mầm tự do, gieo mầm văn minh, đúng không ạ? Chúng ta đi gieo mầm tự do, mầm văn minh cho mọi người mà. Các anh chị ơi, người ta đang khao khát sự tự do. Cái sự khao khát đó nó khủng khiếp hơn tất cả những gì các anh chị nghĩ. Nó còn hơn sự mắc cỡ của các anh chị nữa. Tức là nhiều anh chị rất là mắc cỡ. Thôi tôi không nói đâu, tôi nói như nguy không được đâu. Nhưng mà cái sự tự do nó khao khát trong lòng dân tộc mình đó các anh chị. Họ khao khát còn hơn sự mắc cỡ các anh chị. Các anh chị phải vượt qua sự mắc cỡ đi, giúp cho họ đi. Họ sẽ đội ơn các anh chị. Đó là cách để chúng ta xây dựng lực lượng với nhau. Mà các anh chị đừng có hiểu lầm là có những người vô inbox hỏi tôi là Huy làm vậy là chắc lực lượng Huy đông lắm, sau này sẽ được cái A, được cái B, tranh cử cái C, giành chức B. Không phải vậy đâu các anh chị. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị là chúng ta đừng nghĩ, không nghĩ điều đó. Tôi có một status nhật ký Huy đẹp trai, dẫn một câu của Nhật Bản, câu cổ ngữ Nhật Bản á. Mặt trời không phân biệt đúng sai, không phân biệt đúng sai, kể cả lợi ích. Nó chiếu sáng mà, nó chiếu sáng mà không cần suy nghĩ, không cần mục đích và lợi ích. Tại sao các anh chị, tại sao người Nhật có câu đó? Tại vì nếu là các anh chị là ánh sáng của tự do, của công lý, của văn minh và lương thiện, thì các anh chị đừng có tính tới mục đích. Cái chữ lực lượng đâu của chúng ta, của tôi hay hỏi, và hoặc là chúng ta đông không các anh chị là sao? Là lực lượng đó là chính chúng ta, là dân. Dẹp mấy thằng chính trị gia một bên đi, dẹp mấy thằng mà mưu đồ chính trị qua một bên. Chúng ta là dân, lực lượng là của chúng ta đấu tranh cho chúng ta, không đấu tranh cho mục đích chính trị của thằng nào hết, được không các anh chị? Và cái việc chúng ta đang gieo mầm tự do như thế này, lực lượng chúng ta là toàn dân, là toàn dân. Khi đó những chính trị gia giỏi, những nhà hoạch định chính sách giỏi, họ sẽ có lực lượng xung quanh họ, tại vì họ đi đâu cũng có những mầm tự do xung quanh đó, do chúng ta gieo nè, đúng không ạ? Những người đấu tranh cho công đoàn độc lập, có những người ý thức tự do là công nhân, do chúng ta gây dựng, thì những người đấu tranh công đoàn loàn độc lập không bị cô lập, họ không bị cô đơn, họ có lực lượng xung quanh, họ muốn là sẽ có lực lượng liền. Chúng ta cứ gieo đi các anh chị. Những người đấu tranh cho nông dân sẽ có những nông dân tự do trong đầu, thì nông dân nó sẽ ủng hộ những người đó. Những người đấu tranh cho ngoại giao sẽ có những người có tư tưởng tự do mà thích ngoại giao đi theo họ, thì chúng ta sẽ có lực lượng. Lực lượng đó là cả nước chúng ta, cả dân tộc chúng ta. Đó là cách chúng ta chống lại những cái chết đang dây quanh mình và thằng giặc đang bao vây mình. Các anh chị ơi, đặt câu hỏi sao tôi không thấy nó nhảy gì trơn vậy? Tôi ké hoài toàn là câu trao đổi với nhau không à. Đây, Lít Kỳ Trang. Anh Huy ơi, Mỹ dân chủ có làm giảm phong trào dân chủ không anh? Nó có nguy hiểm không? Mỹ dân chủ, cái từ này tôi mới nghe. Mỹ dân chủ luôn. Tôi nghe từ dân chủ cuội, nghe từ dân chủ giả cày, nghe nhiều rồi, đúng không các anh chị? Chúng ta hay tư duy người Việt hay cầm cái nón cói, lâu lâu cầm thêm đôi dép râu nữa. Đi đâu chụp đầu người ta tới đó, mà thằng nào mà thấy ghét nó chụp cái nón lên đầu và nhét đôi dép vô nách cho nó kẹp luôn. Mỹ dân chủ hay là dân chủ cũ là gì? Không có khái niệm đó các anh chị. Mà là có những người đấu tranh có mục đích, có những người đấu tranh không có mục đích gì hết. Có những người đấu tranh vì mục đích tích cực, có những người đấu tranh vì mục đích không tích cực, đúng không ạ? Chứ Mỹ là gì? Dân chủ sao Mỹ được? Thí dụ tôi nói đơn giản nè, quyền bầu cử của công dân. Thì ai đứng lên tuyên bố là công dân có quyền bầu cử, các anh chị đi bầu cử, các anh chị phải chọn, các anh chị phải đưa danh sách chứ đừng để nó đưa. Các anh chị được quyền tẩy chay của bầu cử, thì những người đó đang đấu tranh dân chủ, đúng không ạ? Mà họ đấu tranh xong họ làm cái gì khác nữa thì đó là chuyện của họ. Thì chúng ta không có Mỹ dân chủ, mà là dân chủ vì mục đích hay dân chủ không có mục đích. Dân chủ là dân chủ thôi. Thì quay trở lại để giải quyết cái này có hại hay không có hại, tôi nói thực chất là nó không có hại gì hết. Tại sao các anh chị? Tại vì chúng ta cần tất cả các loại hình đấu tranh, cần tất cả các nhân vật đấu tranh, cần sức mạnh chung,
ảnh gì mục đích gì kệ ảnh, nhưng mà phải đấu tranh chứ. Anh ngồi một chỗ là nó còn tệ hơn là không đấu tranh nữa, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Chúng ta ủng hộ những người đấu tranh gần với mục đích của chúng ta, gần với hướng của chúng ta nhất. Tức là chúng ta xây dựng lực lượng gần với chúng ta nhất thì chúng ta đấu tranh chung với họ. Còn những người không không giống mục đích thì chúng ta không tham gia với họ. Nhưng mà đừng có phản bác, đừng có đấu đá họ, đừng có dìm dập họ. Tức là sao? Trong bối cảnh này những người đấu tranh là tốt nhất, chứ những người ngồi im mới nguy hiểm. Được không các anh chị? Tôi thấy gần đây là phong trào hơi bị đấu đá quyết liệt, đúng không? Thanh trừng lẫn nhau, đấu tố lẫn nhau đủ thứ. Nhưng mà lý do là gì? Lý do là khác đường hướng đó. Khác đường hướng thôi. Mà xin lỗi các anh chị, đường nào cũng được, miễn nó về La Mã là được. Đường nào cũng được, miễn Việt Nam có tự do là được. Anh đi đường nào kệ anh. Anh đi để anh có lợi cũng kệ anh. Tức là anh đi để anh thu gián lợi ích kệ anh. Tôi ủng hộ anh luôn. Anh giỏi thì anh kiếm lợi ích. Nhưng mà anh vẫn đưa một nhóm dân nào đó đến tự do là ok. Ủng hộ anh hết mình. Được không các anh chị? Thậm chí các chính phủ ở bên ngoài có mấy cái chính phủ lưu vong lâm thời gì đó đấu nhau quyết liệt, tôi nhìn thấy mắc cười quá các anh chị. Bây giờ là lúc chúng ta phải đấu với giặc, chứ đâu phải là lúc đấu với nhau, đúng không ạ? Thậm chí mấy ông chưa về tới Việt Nam nữa, mấy ông không có lực lượng nữa. Tôi đang ở trong đây tôi kêu gào lực lượng đâu, mấy ông bển chưa có lực lượng, mấy ông đã lo đấu nhau rồi, mấy ông gọi là sức đầu mẻ trán rồi. Về đây người ta nhìn vô mấy ông, người ta thấy trời ơi máu me bầm dập chơi, người biết lãnh đạo tôi được không, ai ủng hộ mấy ông, được không? Con đường chúng ta đi, chúng ta thẳng tiến mà kệ người khác đi đường nào, đừng có quan tâm. Trừ khi những kẻ phá hoại, những kẻ đi ngược lại những giá trị tự do, văn minh, nhân bản, thì những kẻ đó là những kẻ phá hoại, nguy hiểm. Những kẻ đó là chúng ta phải quyết liệt đấu với nó, dập mặt nó, được không? Rồi đừng hỏi tôi những câu đại loại như vậy nữa nha. Cảm ơn các anh chị. Mỹ Đức Phạm, anh Huy có ý kiến gì khi hiện nay giá heo và giá gà rất thê thảm, người chăn nuôi điêu đứng, có phải do Trung Quốc giở trò không? Em hỏi câu này là em biết câu trả lời rồi đúng không Mỹ Đức Phạm? Hầu hết ngành chăn nuôi của mình phụ thuộc sâu vào Trung Quốc. Nói vậy cho dễ hiểu. Tôi chứng minh luôn nè. Thức ăn chăn nuôi hầu hết nhập từ Trung Quốc, hoặc là nguyên liệu nhập từ Trung Quốc. Tức là sản xuất thức ăn Made in Việt Nam cũng nhập nguyên liệu Trung Quốc, nó thì quá ra là Trung Quốc. Các chị hiểu chưa? Tức là giá chăn nuôi mà đầu ra nó cao hay thấp là do thức ăn, tức là do đầu vào. Ngoài con giống ra, ngoài tiền công đồ đó thì còn do thức ăn nó quan trọng lắm các chị. Mà Trung Quốc nó khống chế thức ăn. Là một cái. Cái thứ hai, các tập đoàn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam là tập đoàn nào? Trung Quốc. Các anh chị nghe tập đoàn CB chưa? CB á. CB, CB. Tập đoàn đó các anh chị tưởng Thái Lan hả? Không phải đâu. Thái Lan nó bán cho Trung Quốc lâu rồi. Mà tập đoàn đó là tập đoàn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam. Tất cả các trang trại lớn nhất Việt Nam nằm trong tay của tập đoàn CB. Tức là nằm trong tay Trung Quốc. Được không ạ? Mà các anh chị biết là CB nó đâu phải là xây trang trại để nó đầu tư đâu. Không phải. Nó chơi khôn lắm. Dân Việt Nam bỏ tiền ra xây trại, còn nó là nó mua sản phẩm của các anh chị, tức là các anh chị nuôi gia công cho nó, nó ký hợp đồng vậy đó các anh chị. Là mô hình phổ biến nhất. Mô hình thứ hai là gì? Các anh chị xây trại xong rồi nó thuê trại của các anh chị, nó thuê trại, nó điều hành để nó nuôi, tức là nó không đầu tư gì hết, nó chơi vậy đó các anh chị. Thì trong cái điều kiện mà kinh tế bình thường, nền kinh tế lành mạnh đó, thì đầu tư ban đầu của nó thấp, sinh ra là cái dòng mà hòa vốn của nó rất là nhanh và lợi nhuận rất là cao, đúng không? Còn trong điều kiện nó muốn phá hoại thì nó phá anh chị ôm. Đầu tư là các anh chị, nó có đầu tư đâu. Nó mà phá, nó phá sập cái ngành chăn nuôi thì anh chị là những người ôm, tức là người Việt chúng ta đang ôm cái lỗ đó, chứ nó không có đầu tư gì hết. Nó toàn hợp tác với mình không à, đúng không? Mà thức ăn nó bán cho mình là mình phải trả bằng tiền, còn thiếu nợ là phải cầm sổ trong ngân hàng. Ngân hàng nó mới giải ngân tiền thức ăn cho các anh chị. Tức là ngân hàng thiếu nợ, rồi nó lấy tiền mặt. Ngân hàng ôm cùng nợ đó. Thành ra là có hay không cái việc Trung Quốc phá cái ngành chăn nuôi thì các anh chị tự có câu trả lời đi. Tại vì lý gì nó phá cái ngành sản xuất nông nghiệp được mà không phá ngành chăn nuôi? Lý gì nó phá cả cái biển đảo, nó phá cả nguồn nước như vậy mà nó tha cho ngành chăn nuôi? Lý gì nó xây nguyên cái nhà máy Formosa, nó giết người ở đây, nó tiêu diệt giống nòi của mình, quái thai, dị tật, ung thư, dị dạng,
kiệt quệ giống nòi ngay tại Formosa này, mà nó lại tha cho cái ngành chăn nuôi, cái ngành mà nó đang nắm trong tay như tôi nói vậy, đúng không anh chị? Thomas Võ Phi Hùng, anh nghĩ sao về khả năng Việt Nam sẽ lại bị chia đôi? Phi Hùng ơi, khả năng này tôi đã trả lời rồi, khả năng này cao lắm nha các anh chị, khả năng này cao lắm. Mà Việt Nam có bị chia đôi hay không, có bị chia đôi hay không là do công của mấy ông Đảng Cộng sản Việt Nam. Có bị chia đôi hơn là do công của ổng. Tại sao? Tại vì nếu ổng và dân ngồi xuống, chuyển giao quyền lực, bầu cử lại, bầu cử quốc hội mới, sửa hiến pháp để có một chính phủ mới tự do, thì chúng ta hoàn toàn giữ được nước Việt Nam mà không bị bàn tay xâm lược của Trung Quốc. Tại ngay lập tức chúng ta sửa đường lối ngoại giao liền, sửa đường lối quân sự liền. Đúng không hả? Sửa một cái là được liền chứ gì. Chúng ta có thể chế tự do là chúng ta có thể ký hiệp ước đồng minh với Nhật, Hàn, Singapore, Malay, Thái Lan, thậm chí là Úc, Ấn Độ. Không cần ký với Mỹ, Mỹ, Pháp, Anh luôn, không cần. Ký với bao nhiêu nước đủ rồi. Được không các anh chị? Mà chúng ta là đồng minh của bao nhiêu nước đó, Trung Quốc không dám đụng tới cọng lông chân của chúng ta luôn các anh chị. Tức là chúng ta bao dây thằng Trung Quốc lại luôn. Được không? Mà nếu như không làm điều đó thì công chia đôi đất nước là của mấy ông Đảng Cộng sản. Nhưng mà có chia đôi được hay không lại là do chúng ta, đặc biệt là do dân đàn trong nghe các anh chị. Tôi nhấn mạnh điều này nghe, lực lượng đâu, cái gì cũng phải cần lực lượng. Tại sao? Tại vì muốn chia đôi đất nước theo hiệp định Paris năm 73, tức là tái khởi động hiệp định Paris năm 73, thì chúng ta phải có chính phủ lâm thời miền Nam. Chính phủ lâm thời miền Nam thì lúc đó chính phủ này được nhiều nước công nhận thì mới tái khởi động lại cái hiệp định Paris. Hiệp định Paris hồi xưa là không được dùng vũ lực để thâu tóm miền Nam, mà tới bây giờ mấy anh dùng vũ lực thâu tóm chứ anh đâu có tổng tuyển cử lại đâu, đúng không? Miền Nam của tôi cũng chưa được quyền chọn quốc kỳ, quốc ca hay tên nước. Tôi chưa bỏ phiếu mà, tôi dân miền Nam nè. Mấy anh cướp từ năm 75 tới giờ, mấy anh cướp hết quyền của tôi rồi. Chúng ta phải có lực lượng thì nó mới có điều đó được, đúng không ạ? À? Đúng không các anh chị? Bạn An Trần, nguy cơ Việt Nam bị lây H7N9 của Trung Quốc không bạn? Nguy cơ này đang rất là cao bạn An Trần. Đây cũng là một vấn đề rất là thời sự. Các bạn chịu khó theo dõi cái dịch cúm H7N9 nha. Nó đang bắt đầu tấn công Việt Nam mà nguy cơ bùng phát rất là cao. Bạn Lê Hào nói tục chữ thề tôi chặn nha. Quốc Nguyễn, không phải dân mình ngu mà vì dân mình tin tưởng lãnh đạo tại địa phương. Đúng rồi, câu này tôi nghe hoài, tôi nghe mấy chục năm. Và thế hệ trước tôi cũng nghe y vậy đó. Tụi tao đâu có ngu, tụi tao làm gì ngu mày, tụi tao mà ngu gì. Mấy người dân cam đồ Lào Miên rồi nó mới ngu, tao làm cái ngu. Tao chỉ tin tưởng đảng nhà nước thôi, tao không có ngu. Đúng không? Cứ giữ cái tư duy đó đi. Các anh không ngu đâu, không ngu đâu. Bây giờ các anh muốn đi xuống đáy của thế giới rồi. Các anh coi đồng tiền Việt Nam đồng đang đứng ở đâu trên thế giới các anh biết. Coi tỷ giá Việt Nam đồng với các nước trên thế giới các anh biết đang đứng tới đâu. Các anh biết ngu hay khôn liền. Chứ hỏi so sánh cái gì á. Một trong 10 đồng tiền vô giá trị nhất thế giới là Việt Nam đồng. Báo Việt Nam mình dịch dấu cho Việt Nam đồng đi luôn. Còn gì? Top 9 đồng tiền vô giá trị nhất thế giới. Ôi trời, đó giờ ta có top 10, bây giờ có top 9. Các anh chị đọc thấy mắc cười không? Không ngu đâu, không ngu đâu, không ngu đâu. Mày không có ngu, mà mọi ngợm, chứ không có ngu. Tại vì sao? Tại vì những thằng lãnh đạo mà nó lãnh đạo cho mình ngày càng phát triển, kinh tế phát triển, xã hội phát triển, văn hóa phát triển á, thì chúng ta mới tin nó, chúng ta mới bầu nó ra và tin tưởng nó được. Còn nó lãnh đạo mà ngày càng đi xuống, đi tới đáy của loài người luôn mà vẫn tin, mà nói không ngu. Tôi không biết khái niệm đó là khái niệm gì sao luôn. Đúng không các anh chị? Ai giận tôi chịu, tôi nói thẳng, tôi không có ngu mà ngợm. Ngợm chứ phải ngu, chưa thành người.
Bạn lá đỏ, anh sẽ là một Lý Quang Diệu của Việt Nam trong tương lai. Tôi nhắc lại các bạn điều này nữa, tôi trả lời bằng lá đỏ nha, là Việt Nam mình hả các anh chị, hay có bệnh cuồng lãnh tụ, cuồng một cá nhân nào đó, cuồng thần tượng, mà trong mỗi con người chúng ta ai cũng đều có bị bệnh đó, bệnh trầm kha, trong khi bọn phương Tây nó không có bệnh đó các anh chị, không có. Nó thấy anh chị làm gì hay quá, nó vỗ tay, thậm chí nó cho đồng tiền lẻ rồi nó đi. Nó quên ngay lập tức cái nhân vật đó liền, nó không nhớ nữa. Còn ví dụ nó đi coi một cái show ca nhạc mà ca hay quá, nó mua vé xong đi ra khỏi đó, nó không nhớ gì đó. Họ không bị bệnh cuồng, không có. Tại sao các anh chị biết không? Tại vì khi các anh chị cuồng một người nào đó, mà cuồng đúng thì nó ra cuồng Lý Quang Diệu của Singapore. Hên dữ lắm, thế giới này mới có một Singapore, đúng không ạ? Mà cuồng sai có một cha là đó chung trong hang, từ trên bắt bó chung xuống mà xưng lãnh tụ. Các anh chị cuồng sai, các anh chị thấy hậu quả chưa? Thấy hậu quả tới bây giờ chưa? Còn chưa thấy nữa. Có lãnh tụ nào mà chung trong hang ra, trời. Trời trời trời. Lãnh tụ là phải cho dân bỏ phiếu bầu. Anh phải diễn thuyết. À khi tôi lên đó thì kinh tế tôi làm gì nè, văn hóa tôi làm gì nè, chính trị tôi làm gì nè, xã hội nè, ngoại giao tôi làm gì nè, tôi sẽ chặn thằng giặc chỗ này nè, tôi lo cho dân như thế nào, tôi giúp dân. Diễn thuyết như vậy á, dân nó bỏ phiếu nó bầu mới ra lãnh tụ. Tức là đường hướng của anh như thế nào? Trong hang bò ra tôn thành lãnh tụ, đưa dân tộc mình đi xuống bờ vực của diệt vong, bờ vực của xâm lăng nó đồng hóa. Do cái bệnh cuồng lãnh tụ của dân đàng ngoài ở những năm 40. Tới bây giờ mà còn chưa bỏ được cái bệnh cuồng lãnh tụ nữa. Tôi lạ ai các anh chị? Lỡ xui xui mà tôi bò trong kinh tế mới ra, mà tôi dân kinh tế mới thiệt nè, tôi bò ra rồi tôi đưa nước này tới đâu nữa? Các anh chị không sợ hả? Tôi sợ rồi. Bỏ nha. Bỏ đi. À, có một bạn hỏi hay quá nè. Bạn Quốc Nguyễn, sao càng ngày có nhiều người bất đồng chính trị vậy mấy anh em? Bất đồng chính kiến đúng không? Càng ngày có nhiều. Đơn giản thôi các anh chị. Nếu như các anh chị có một bộ máy chính quyền, tức là bộ máy cầm quyền chân chính, chính nghĩa, thì người dân sẽ rất là khỏe, rất là an toàn, rất là sung sướng. Ai cũng có công ăn việc làm. Những người không có việc làm được trợ cấp, đủ sống, đúng không ạ? Cuộc sống người dân an toàn, con cháu được phát triển bền vững, văn hóa phát triển phong phú, đúng không? Đời sống tinh thần phong phú, khỏe không? Rất khỏe. Thì lúc đó ai ở không đâu mà bất đồng chính kiến. Người ta lo ăn và hưởng. Các anh chị nhìn qua Bắc Âu, những nước Bắc Âu, Na Uy á các anh chị biết không? Na Uy là nước xuất khẩu dầu và khí đốt. Na Uy có dầu và khí đốt, chứ gần như họ không có nền công nghiệp gì hết. Na Uy sạch sẽ, sạch nhất thế giới luôn. Các anh chị biết cái tiền xuất khẩu dầu á, mà có lời á, chính phủ họ làm gì không? Họ lập một cái quỹ phúc lợi xã hội. Mà cái quỹ đó bây giờ gần 1.000 tỷ đô rồi đó. Khoảng 900 tỷ, hơn 900 mấy tỷ đô. Cái quỹ vậy đó. Cái quỹ từ xuất khẩu dầu á, cái quỹ đó để chi cho người dân. Ở đây có nhiều bạn Na Uy lắm nè. Có Thùy Dương là một cô gái rất là xinh đó. Na Uy đang tham gia nè. Đúng không Thùy Dương? Cái quỹ phúc lợi đó chính phủ chi cho người dân thì họ sướng gần chết, họ lo ở đâu mà. Có bao giờ các anh chị thấy Na Uy đi biểu tình trong chính phủ không? Không. Rảnh đâu mà bất đồng chính kiến. Họ lo ăn hưởng, cuộc sống như thiên đường. Các công trình xây dựng thì kiến trúc cực đẹp, kiến trúc Bắc Âu đẹp lắm các anh chị. Còn thiên nhiên họ giữ nguyên sơ. Họ có cái vùng vịnh hẹp. Vịnh hẹp á là nước. Ở đó các anh chị biết những tảng băng và cái dòng sông băng đó là hơn 10.000 năm tuổi. Nước sạch nhất thế giới. Những hãng mỹ phẩm nào mà lớn nhất thế giới đều đến đó lấy nước để chế mỹ phẩm. Tại vì nó tinh khiết, nó không làm hại cho da, nó không kích ứng da. Các anh chị thấy chưa? Và nó có cái vùng cá hồi, dùng đến cá hồi á các anh chị. Cá hồi, tại vì nó sống ở trong con sông sạch nhất thế giới, thành ra cá hồi sạch nhất thế giới. Chất lượng omega, hàm lượng omega trong cá hồi cao nhất thế giới. Đất nước người ta yêu thiên nhiên, người ta giữ thiên nhiên vậy đó. Chính phủ người ta phục vụ cho người dân vậy đó. Lập một cái quỹ gần 1.000 tỷ đô để lo cho người dân. Còn mình nợ... nợ mấy trăm tỷ đô trong khi GDP có trăm mấy tỷ. Thì bất đồng chính kiến là đúng rồi. Tại vì mấy ông quá tệ. Tệ quá tệ. Tôi nói thiệt mấy ông đừng có rầu, đừng có buồn, đừng có ghét tôi.
Mấy ông tệ lậu dữ lắm rồi. Khả năng của mấy ông không làm được gì cho đất nước nữa. Hello. Hello, chào Đông Đô. Các anh chị ơi, chúc ta. Chào các anh chị. Hello. Các anh chị nghe rõ chưa ạ? À, Kiến Hào bị gì kỳ quá hả? Bị phá sóng em ơi. Các anh chị nghe rõ chưa ạ? Dạ, hai mình vàng. Các anh chị ơi, chúng ta đừng có thả tim, đừng có bấm like nữa. À, Đức huyện cá mập bị gì? Cáp bị cá voi hả? Không phải đâu, cá chim trắng. Hello, hello. Các anh chị trở lại chưa? Chúng ta dành thêm 5 phút nữa đi nha. Tại vì tôi chưa có kết luận. Bài làm văn chưa có kết luận. Trời ơi, mới được trăm mấy người à, hồi nãy cả ngàn người lận. Ok, rồi thôi à, Quy chốt lại cái nội dung nãy giờ Quy nói ha các anh chị. Chào thì phải chào lúc vào gặp nói chuyện với nhau xong rồi trước khi rời đi cũng phải chào chứ đúng không ạ? À, Quy chốt lại chủ đề. À, hôm nay chúng ta đang nhận diện âm mưu xâm lược bằng cách khống chế vùng biển, bờ biển và nguồn nước. Đây là những thứ thiết thân với cuộc sống người Việt. Nó gắn liền với cuộc sống của mỗi con người, đặc biệt là Việt Nam. Đúng không các anh chị? À, mà cái việc mà nó đưa 20 nhà máy hạt nhân lưu động chạy trên biển Đông như thế này nó để lại một cái hậu quả rất lớn, một cái mối nguy rất lớn, tức là ô nhiễm phóng xạ. Tại vì nhà máy chạy thì chất thải phóng xạ nó đâu có chở trên cái nhà máy của nó được anh chị. Cái nhà máy xây trên bờ á, người Nhật nó xử lý rất cực mới xử lý được cái chất thải đó, mà bây giờ là nó cho vào biển Đông mình, là nó thải trực tiếp xuống thì nó sẽ giết nguyên cái vùng biển này và cái vùng bờ biển hàng ngàn km của Việt Nam. Thì người dân chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, con cháu chúng ta sẽ bị nhiễm xạ, ung thư chết từ từ, đúng không các anh chị? Rồi hàng loạt các dự án đập thủy điện, 21 cái đập thủy điện dọc sông Mekong từ Trung Quốc, Lào tới Campuchia, tất cả các đập thủy điện đó hầu như đều có bóng dáng của Trung Quốc hết, chỉ có một số đập là không có bóng dáng của nó thôi. À, để làm gì? Để khống chế nguồn nước sông Mekong, giết cái vùng sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long rất là trù phú, vùng này sản xuất hàng trăm tỷ đô mà, đúng không? Là triệt cái đường lương thực cho chúng ta theo thiếu đói, con cháu chúng ta sẽ bị kiệt quệ, bị yếu, giảm sức chiến đấu, không thể chống lại sự đồng hóa và cướp nước của chúng nữa. Rồi hàng loạt các dự án nhà máy bô xít ở Tây Nguyên, nhà máy giấy ở sông Hậu và Formosa ở miền Trung là để tiêu diệt giống nòi chúng ta. Chốt lại những cái đó để chúng ta thấy là chúng ta đang đối diện với những thằng giặc trong bộ mặt kinh tế, được không các anh chị? Khi nhìn thấy vậy rồi, nhìn thấy điều đó rồi thì chúng ta biết là trách nhiệm của chúng ta đang rất là quan trọng trong cái cuộc chống lại thằng giặc xâm lăng này, được không các anh chị? Rồi chốt lại những vấn đề đó để tôi gửi lời chào tạm biệt với các anh chị. Chúc các anh chị ở Việt Nam có một đêm thật là ngon giấc, và đừng quên có mơ cũng phải mơ thấy thằng Bomasa, thằng giết người. Nghe các anh chị, chúc các anh chị bên kia bán cầu một ngày mới làm việc thật là thành công, và rảnh rỗi các anh chị hãy dành những tình cảm và sự quan tâm của mình đến đất mẹ Việt Nam thân yêu đang quằn quại dưới gót giày xâm lược của thằng giặc Trung Quốc và bọn tay sai của chúng, được không các anh chị? Cảm ơn các anh chị,
Trước khi dứt lời chào tạm biệt các anh chị thì tôi xin lặp lại câu hỏi của chúng ta là chúng ta đông không các anh chị? Chúng ta đông không? Đông. Lực lượng chúng ta đâu? Lực lượng đâu? Lực lượng chúng ta đây là chúng ta. Được không các anh chị? Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các anh chị.